Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 70. Cái chùy này tất nhiên chính là man thần chùy. Sự khủng bố của man thần chùy ở chỗ nó có thể đề thăng lực lượng vốn có của Dương Diệp lên gấp 5 lần. Lực lượng nhục thân của bản thân Dương Diệp đã tương đương với yêu thú bán thánh, cộng với man thần chùy, vậy lực lượng sẽ khủng bố cỡ nào? Tuy rằng Dương Diệp mới là tôn giả cảnh, nhưng không nghi ngờ gì nữa, hắn cho dù không dùng kiếm, cũng có thể dùng man thần chùy chảm sát bán thánh trung cấp, thậm chí là với bán thánh cao cấp cũng có thể đánh một trận. Khoảnh khắc chùy của Dương Diệp bay ra, sắc mặt Trần Đông và Dịch Lưu Phong lập tức biến đổi, hai người đều không ngờ chùy của Dương Diệp khủng bố đến loại trình độ này. Đặc biệt là Dịch Lưu Phong, khoảnh khắc chùy từ trong tay Dương Diệp bay ra, hắn liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng cường đại khóa chặt, mà cỗ lực lượng này khủng bố như cả vạn tòa núi lớn. Tuy rằng kinh hãi, nhưng Dịch Lưu Phong phản ứng không chậm, hai tay đột nhiên chập lại ở trước mặt, không gian ở trước mặt hắn mấp máy, sau đó hợp thành từng đạo hàng rào không gian. Nhưng, man thần chùy đi qua, hàng rào không gian trong nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ, từng khe không gian xuất hiện. Cùng lúc đó, man thần chùy đã tới trước mặt Dịch Lưu Phong, con người Dịch Lưu Phong co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, một khe không gian xuất hiện trước mặt hắn. Man thần chùy bị khe không gian cắn nuốt, nhưng ngay sau đó, không gian ở trước mặt Dịch Lưu Phong đột nhiên ầm một tiếng vỡ vụn, không gian vỡ vụn, dao động năng lượng cường đại trực tiếp chấn cho Dịch Lưu Phong liên tục lui ra sau, lui liền mấy trăm trượng. Dương Diệp vươn tay ra vẫy một cái, sau ba hơi thở, man thần chùy từ một không gian xuất hiện bay về tay hắn. Nhìn man thần chùy trong tay, khóe miệng Dương Diệp lộ ra một nụ cười khổ. Kinh mạch khôi phục, dung mạo cũng khôi phục. Nhưng cái duy nhất không khôi phục chính là Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lúc này vẫn là trạng thái vòng xoáy. Về phần man thần chùy này quả thật là từ trong tiểu tuyền qua chui ra, đây cũng là chỗ khiến là nghi hoặc và buồn bực, bởi vì man thần chùy này đi ra nhưng Hồng Mông vẫn chưa khôi phục. Có điều cũng tốt, bởi vì đi rêu này chứng minh trong Hồng Mông Tháp khẳng định vẫn bình thường, nói cách khác, đám nữ tử luôn ở bên trong chắc là không sao. Về phần Hồng Mông Tháp sở dĩ vẫn là trạng thái vòng xoáy. Chắc là hắn lúc trước bị thương quá nặng, khiến Hồng Mông Tháp cũng bị thương nghiêm trọng, dù sao Hồng Mông Tháp đã nhận hắn làm chủ, nếu hắn bị thương nặng, Hồng Mông Tháp khẳng định cũng không thoát được ảnh hưởng, hơn nữa Hồng Mông Tháp vốn đã bị hỏng 5 lần 7 lần rồi. Bất kể là thế nào, trước mắt cho thấy tình huống vẫn rất tốt, bởi vì vấn đề kinh mạch của hắn đã được chữa trị, nhục thân cũng được chữa trị, cũng biết đám người Tô Thanh Thi không sao, hơn nữa còn lại có man thần chùy. Trừ kiếm ý chưa khôi phục ra, thực lực hiện tại của hắn có thể nói đã khôi phục được 8 phần của năm đó, nếu kiếm ý cũng khôi phục, vậy dưới thánh giả, không có ai là hắn không giết được. Ngươi! Dịch Lưu Phong kinh hãi nhìn Dương Diệp, hắn không ngờ lực lượng nhục thân của Dương Diệp lại khủng bố đến trình độ có thể dễ dàng nghiền nát không gian, trời à, Dương Diệp này đúng là kiếm tu chứ không phải thể tu sao? Ngươi thua rồi! Dương Diệp nói. Sắc mặt Dịch Lưu Phong có chút khó coi, một lúc sau, hắn gật đầu, nói. Bị một kiếm tu dùng nhục thân lực lượng đánh lui, ta quả thật đã thua. Hay cho một Dương Diệp, hay là một cổ kiếm trai, lần này Thanh Đạo Môn chắc sẽ bị lừa đến chết. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một chiếc lệnh bài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Ngày sau nếu gặp phải đệ tử của Vân Hải Thư Viện, ngươi chỉ cần đưa lệnh bài này ra sẽ không ai dám bất kính với ngươi. Nói xong. Dịch Lưu Phong xoay người một bước, cả người biến mất tại chỗ. Vân Thư Lệnh. Trần Đông ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Không ngờ Vân Hải Thư Viện lại đưa ngươi lệnh bài này. Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Trần Đông nói. Vân Thư Lệnh là tượng trưng cho một loại thân phận. Người cầm lệnh bài này mặc dù không có thực quyền gì ở Vân Hải Thư Viện, nhưng chỉ cần là người của Vân Hải Thư Viện nhất định phải tôn kính với người cầm lệnh bài. Nếu bất kính sẽ bị chấp pháp đường của Vân Hải Thư Viện nghiêm trị, nghiêm trọng hơn thậm chí là khai trừ học tịch. Nếu ta nhớ không lầm, Vân Hải Thư Viện hình như chỉ phát ra hai chiếc lệnh bài này, mà hai người có lệnh bài này từng có ân tình rất lớn với Vân Hải Thư Viện. Bọn họ vì sao lại cho ta? Dương Diệp hỏi. Trần Đông trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Chắc là muốn lôi kéo ngươi, tuy rằng ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng ngươi gia nhập Vân Hải Thư Viện. Ngươi cũng biết đấy, Vân Hải Thư Viện này kỳ thật chỉ là một tòa phân viện. Phân viện. Dương Diệp biến sắc, Vân Hải Thư Viện là thế lực cấp bạch kim,
nhưng mà nó chỉ là một tòa phân viện. Trần Đông gật đầu, nói. Ở Trung Thổ Thần Châu, có một thế lực cấp kim cương tên là Bạch Lộc Thư Viện, viện trưởng của Vân Hải Thư Viện này vốn chính là đệ tử của Bạch Lộc Thư Viện. Nghe nói hắn năm đó ở Bạch Lộc Thư Viện phạm phải sai lầm lớn, bởi vậy bị trục xuất tới Thanh Châu này. Người này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ở Thanh Châu dứt khoát thành lập một Vân Hải Thư Viện, sau đó cứ mỗi 10 năm sẽ dẫn thiên tài của Vân Hải Thư Viện tới Trung Thổ Thần Châu tham gia thi đấu của Bạch Lộc Thư Viện. Hắn muốn chứng minh, đệ tử của hắn không yếu hơn đệ tử của Bạch Lộc Thư Viện. Chỉ đáng tiếc, mấy trăm năm qua, Vân Hải Thư Viện không thắng được một lần. Ngươi là nói hắn muốn để ta đi tham gia thi đấu Bạch Lộc Thư Viện đó. Dương Diệp hỏi. Trần Đông nói. Chắc vẫn đang quan sát, có điều hắn khẳng định cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, cho nên mới bảo Dịch Lưu Phong này cầm theo vân thư lệnh cho ngươi. Lúc trước cái gọi là điều kiện của Dịch Lưu Phong chắc là muốn thử ngươi, mà kết quả hắn trong một chiêu đã thua ngươi, cho nên. Dương Diệp lắc đầu, nói. Việc này để sau hãng nói. Hắn hiện tại ngay cả chuyện của mình còn chưa làm xong, hơi đâu mà đi theo ra thi đấu gì đó. Có điều hắn vẫn thu lấy lệnh bài này, dù sao lệnh bài này không có gì không tốt đối với hắn cả. Bù! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ chân trời lóe lên, tiếp theo Ngô Nham Trung xuất hiện trước mặt Dương Diệp và Trần Đông. Nhìn thấy Ngô Nham Trung, Dương Diệp và Trần Đông hơi biến sắc, bởi vì tay phải hắn xách một cái đầu người, mà đầu người này chính là Khổng Liễm. Ngô Nham Trung ném đầu Khổng Liễm xuống đất, nói. Lúc trước ta nhận được tin tức thỉnh giáo của đệ tử Cổ Kiếm Trai, bởi vậy ra khỏi Minh Võ Thành, ta không ngờ, ta vừa ra khỏi Minh Võ Thành thì người của Thanh Đạo Môn liền lập tức động thủ. Ta không chỉ không bảo vệ được hai tỷ muội Phạm gia, còn khiến Dương Huynh phải vòng về Minh Võ Thành, còn làm hại bốn người Lâm Tiêu cùng với vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai chết thảm. Nói đến đây, Ngô Nham Trung hít sâu một hơi, sau đó cong tay tóm mạnh vào vai phải. Đột nhiên cánh tay trái hắn của bay ra. Dương Diệp và Trần Đông dùng mình, Dương Diệp thở dài, hắn tất nhiên không trách Ngô Nham Trung, bởi vì chuyện vốn là hắn gây ra, hắn có tư cách gì mà trách đối phương. Chỉ là hắn không ngờ, Ngô Nham Trung này lại vì áy náy mà tự chặt một tay. Trong mắt Trần Đông hiện ra vẻ không đành lòng, nói. Thằng ôn ngươi, ngươi sao lại làm vậy? Dương Diệp đã giết ảnh tử của ám môn và thanh đạo phu Nam Kha Đồ rồi. Mà ngươi cũng chu sát được ả này, các ngươi đã coi như là báo thù cho họ rồi, bọn họ nếu biết được, chắc hẳn cũng vui mừng, người việc gì phải tự đoạn một tay chứ. Ngô Nham Trung lắc đầu, nói. Nếu không phải ta rời đi, bọn họ sẽ không chết. Dương Huynh cũng sẽ không phải vòng về Minh Võ Thành, thiếu chút nữa thì chết ở Minh Võ Thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Huynh. Ngươi muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn à? Dương Diệp gật đầu, lúc trước sở dĩ nói như vậy cũng không phải là xung động, mà là hắn quả thật muốn chấm dứt với Thanh Đạo Môn. Bằng không, thế lực này mỗi ngày cứ ở sáu đít hắn cà khịa, đối phương không nhưng hắn phiền. Cho nên, hắn quyết định chấm dứt triệt để với đối phương. Gạch chéo ngược, ngày mai ta cùng đi với ngươi. Ngô Nham Trung nói, trong mắt hiện ra vẻ quyết tuyệt và kiên định. Ngươi chắc chứ? Dương Diệp nói. Tất nhiên. Ngô Nham Trung nói xong, nhìn về phía Trần Đông, nói. Ngươi sẽ không ngăn cản của chúng ta đâu, đúng không? Trần Đông trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Bên trên khẳng định là sẽ không cho các ngươi đi, đặc biệt là Dương Diệp ngươi, nếu ta đoán không sai, bên trên khẳng định đã phái cường giả tới đón ngươi, ngươi nắm giữ kiếm vực, ngày sau chắc chắn sẽ cùng Lục Sư Tỷ trở thành trụ cột của Cổ Kiếm Trai. Nói không chừng tương lai Cổ Kiếm Trai có thể dựa vào ngươi và Lục Sư Tỷ mà trở thành thế lực cấp kim cương. Cho nên, bọn họ tuyệt đối sẽ không để ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nói đến đây Trần Đông đột nhiên cười, nói. Nhưng, ta cảm thấy bọn họ nghĩ nhiều quá rồi, kiếm tu của Cổ Kiếm Trai ta có thù thì phải báo. Chuyện sau này nghĩ ít thôi thì tốt hơn, muốn kiến thức, làm gì cũng sẽ bó tay bó chân. Cho nên, ta ngày mai sẽ đi cùng các ngươi. Ta cũng muốn kiến thức những kẻ được gọi là thiên tài của Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nhìn Trần Đông và Ngô Nham Trung, sau đó nói. Được, ngày mai chúng ta tới Thanh Đạo Môn. Tới Thanh Đạo Môn, tên lừa đảo không biết xấu hổ ngươi, muốn lên phải là Nạp Lan anh ta lên mới đúng. Một tiếng hét phẫn nộ trong trẻo vang lên, tiếp theo, một đạo kiếm khí từ chân trời xẹt tới, kiếm khí cường đại giống như muốn chém đứt thiên địa.
thanh thế vô cùng khiếp người. Kiếm ý thiên cấp nhị trọng. Ba người hơi biến sắc, Trần Đông và Ngô Nham Trung không động thủ, trong mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Dương Diệp đương nhiên là muốn động thủ, bởi vì đạo kiếm khí này đã tới trước mặt hắn, man thần chùy trong tay đột nhiên đập ra, trực tiếp chấn nát đạo kiếm khí vô cùng cường hãn đó. Lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt ba người, nữ tử đó vẫn muốn động thủ thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Anh Nhi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh âm vừa dứt, một lão già lưng đeo hộp kiếm xuất hiện trước mặt Dương Diệp, ánh mắt lão già trực tiếp dừng ở trên người Dương Diệp, nói. Ngươi là ai? Cường giả thánh giả cảnh. Dương Diệp dùng mình, không cần phải nói, lão già trước mắt này chắc chính là cường giả của cổ kiếm trai. Dương Diệp ôm quyền với lão già, nói. Tại hạ Dương Diệp, đệ tử quan môn của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong cổ kiếm trai. Dương Diệp không phát hiện, lúc này Ngô Nham Trung và Trần Đông đang nhìn hắn như nhìn quái vật. Khóe mắt lão già giật giật, nói. Ngươi là đệ tử của cổ chân nhân. Tất nhiên. Dương Diệp gật đầu nói. Đồ chó ngươi. Lão già đột nhiên quát. Lão tử chính là cổ chân nhân. Ngươi là đệ tử của ta à? Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên mây. Dương Diệp đứng trên một đóa mây trắng, trước mặt hắn chính là cổ chân nhân, hai bên trái phải cổ chân nhân phân biệt là hai lão già mặc trường bào màu trắng xanh. Ba người đều là thánh giá cảnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Cổ chân nhân trầm giọng hỏi. Nếu là người khác giả mạo đệ tử lão đã sớm một kiếm kết liễu đối phương rồi. Dù sao lão không muốn thanh danh của mình bị người khác vấy bẩn. Nhưng Dương Diệp trước mắt này không chỉ không làm bại hoại thanh danh của lão, ngược lại còn khiến thanh danh của lão lên cao, mặt mày rạng rỡ. Phải biết rằng, lão lúc trước khi nói tìm được một thiên tài kiếm đạo có thể so với Lục Uyển Nhi, những lão già của kiếm tông đều cười nhạt, thậm chí có người còn cười nhạo lão, nói lão thần kinh không bình thường. Nhưng sau khi Dương Diệp xuất hiện, nhưng lão già đó lập tức đổi lại sắc mặt, ai nấy khen lão có mắt tinh thường, tìm được một yêu nghiệt siêu cấp cho cổ kiếm trai. Đương nhiên, lúc ấy khi biết là Dương Diệp, lão ngây ra. Bởi vì chỉ có lão mới biết, đệ tử yêu nghiệt mà lão thu nhận căn bản không phải là Dương Diệp gì đó. Lúc ấy, phản ứng duy nhất của lão chính là phải lập tức tìm được Dương Diệp, sau đó một kiếm kết liễu đối phương. Nhưng sau khi lão biết được chiến tích của Dương Diệp, lão bình tĩnh lại. Bởi vì theo lão, tên đó hình như cũng không tệ lắm, ít nhất thì không bội nhỏ thanh danh của lão. Tuy rằng Dương Diệp có thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng bọn họ không muốn cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền để Dương Diệp trở thành đệ tử cổ kiếm trai, bởi vì lai lịch của Dương Diệp không rõ ràng. Người như Dương Diệp, nếu vào cổ kiếm trai, tương lai nhất định là hạch tâm của cổ kiếm trai, nếu hắn là thế lực đối địch với cổ kiếm trai phái tới, hoặc là có mục đích không thể cho ai biết, vậy tương lai sẽ là một đả kích chí mạng đối với cổ kiếm trai. Nhưng bọn họ thật sự không muốn từ bỏ một thiên tài kiếm đạo như Dương Diệp. Cho nên, cổ kiếm trai không chỉ phái lão đến, mà còn phái thêm hai cường giả thánh giả. Dương Diệp nhìn ba gã lão già, cuối cùng thi lễ với ba lão, nói. Ba vị tiền bối, giả mạo đệ tử cổ kiếm trai là ta không đúng, mang đến phiền toái lớn cho cổ kiếm trai, ta cũng cảm thấy rất áy náy. Chỉ là, ta thật sự muốn trở thành đệ tử của cổ kiếm trai, cho nên, lúc trước mới bất đắc dĩ phải giả mạo đệ tử cổ kiếm trai. Hơn nữa, có đôi lúc ta nói mình không phải đệ tử cổ kiếm trai thì người khác cũng không tin. Lời hắn nói xem như là nửa thật nửa giả, vào lúc như hiện tại, cái đùi cổ kiếm trai này nhất định phải ôm chặt. Ở thế giới này, phải nói là ở bất kỳ thế giới nào, nếu không có một hậu trường cường đại, vậy tuyệt đối sẽ không sống được lâu. Tựa như hiện tại, nếu Thanh Đạo Môn không phải cố kỵ cổ kiếm trai, hắn tuyệt đối đã xong đời từ lâu rồi. Với thực lực của ngươi, muốn gia nhập cổ kiếm trai ta chắc không có khó khăn gì, vì sao còn giả mạo? Lão già bên trái cổ chân nhân hỏi. Dương Diệp cười khổ, nói. Tiền bối, cái này cũng không trách ta được, tiêu chuẩn thu đệ tử của cổ kiếm trai thấp nhất cũng phải là kiếm ý lục trọng. Mà ta, ngươi cũng thấy đấy, ngay cả nhất trọng đều không tính. Không thể nào, với thiên phú của ngươi, kiếm ý sao có thể yếu tới mức đó? Lão già bên trái trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một chút, nói. Bởi vì vãn bối từng vận dụng bí pháp, thiêu đốt kiếm ý thập tam trọng, cho nên. Kiếm ý thập tam trọng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ba lão già biến sắc.
Lão già bên trái vươn tay ra đặt lên vai Dương Diệp, một lúc sau, lão rụt tay về, nhìn Cổ Chân Nhân và lão già còn lại, sau đó gật đầu, nói. Hắn không nói dối. Nghe vậy, Cổ Chân Nhân và lão già còn lại trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Kiếm ý thiên cấp tam trọng, kiếm tâm thông minh, kiếm vực. Từ trình độ nào đó mà nói thì thiên phú kiếm đạo của Dương Diệp này còn khủng bố hơn Lục Uyển Nhi kia. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão già bên trái lại trầm giọng hỏi. Với loại thiên phú này của Dương Diệp, ở Thanh Châu này tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì. Nói đơn giản một chút, bọn họ không chỉ tò mò mà còn hoài nghi thân phận của Dương Diệp. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói. Ta và Lục Uyển Nhi đến từ cùng một nơi. Hắn biết mình căn bản không thể gạt được ba vị thánh giả, cũng không thể lừa dối được ba vị thánh giả, cho nên, hắn dứt khoát nói thật. Ngươi tới từ hạ giới. Cổ Chân Nhân kinh ngạc nói, trong mắt hiện ra vẻ không tin nổi. Dương Diệp gật đầu. Không thể. Cổ Chân Nhân nói. Ngươi nếu tới từ hạ giới, vậy không phải tới địa phương này, mà là tới Trung Thổ Thần Châu mới đúng. Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp có chút khó hiểu. Cổ Chân Nhân nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ở Trung Thổ Thần Châu có một hồ tiếp dẫn, phàm là người từ hạ giới đến sẽ ở đó, ngươi tới từ hạ giới, theo lý mà nói, ngươi nên ở hồ tiếp dẫn chứ không phải ở Thanh Châu. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không rõ, nói chung sau khi ta tỉnh lại thì ở đây rồi. Ba người Cổ Chân Nhân nhìn nhau một cái, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Với lịch duyệt và thực lực của bọn họ, tất nhiên có thể nhìn ra được Dương Diệp có đang nói dối hay không. Dương Diệp tất nhiên không phải nói dối, đây cũng là nguyên nhân khiến ba người nghi hoặc. Hồi lâu sau, Cổ Chân Nhân nói. Ngươi vì sao phải giả mạo là đệ tử của ta? Vấn đề này, Dương Diệp đã sớm nghĩ tới, bởi vậy lập tức vội vàng nói. Bởi vì vãn bối sùng bái tiền bối, đã sớm nghe nói Cổ tiền bối chính là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, kiếm thuật lại xuất thần nhập hóa. Thiên hạ ít có người sánh bằng, tính tình lại hào sảng trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên. Cho nên, vãn bối ngưỡng mộ tiền bối từ lâu, bởi vậy mới giả mạo là đệ tử của tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi. Hai vị lão giả bên cạnh Cổ Chân Nhân khóe miệng giật giật. Đang vỗ mông ngựa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trên mặt Cổ Chân Nhân lộ ra vẻ tươi cười, sau đó gật đầu, nói. Những lời này của tiểu tử ngươi tuy có thành phần nịnh bợ, nhưng cũng coi như là thật lòng. Ừ, nể tình ngươi cũng không tệ lắm, chuyện giả mạo đệ tử bỏ qua. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, Cổ Chân Nhân này không tính toán, vậy những người khác của Cổ Kiếm Trai càng sẽ không tính toán, bất kể là thế nào, chuyện Cổ Kiếm Trai cuối cùng cũng kết thúc trong hòa bình rồi. Dương Diệp nhìn ba lão già một cái, sau đó nói. Ba vị tiền bối, vãn bối vẫn luôn hy vọng được gia nhập Cổ Kiếm Trai, nhưng kiếm ý của vãn bối tạm thời chỉ là nhất trọng. Nếu Cổ Kiếm Trai không muốn, vậy nói thật, vãn bối lúc này gặp phải Thanh Đạo Môn, muốn giữ mạng thì cũng chỉ có thể tới Vân Hải Thư Viện hoặc là Vô Cực Ma Tông thôi. Không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ba người đồng thanh thốt lên. Ba người nhìn nhau một cái, có chút xấu hổ, lão già bên trái ho khan một tiếng, sau đó nói. Cái đó, quy củ là vật chết, người là sống, kiếm ý của người tuy rằng không đạt tới lục trọng. Nhưng thực lực và thiên phú kiếm đạo của ngươi đã vượt xa yêu cầu của Cổ Kiếm Trai. Hơn nữa, kiếm ý của người vốn đã đạt tới thiên cấp tam trọng, sở dĩ thành thế này chỉ là vì thi triển bí pháp, cho nên, người hoàn toàn có thể gia nhập Cổ Kiếm Trai ta. Cổ Chân Nhân cũng nói, hiện tại toàn thế giới đều biết ngươi là người của Cổ Kiếm Trai, nếu ngươi không gia nhập Cổ Kiếm Trai chẳng phải khiến Cổ Kiếm Trai ta thành trò cười à? Ngươi thật lòng muốn gia nhập Cổ Kiếm Trai ta à? Đúng lúc này, lão già bên phải Cổ Chân Nhân bỗng nhiên nói. Hay là vì chỉ muốn tạm thời lợi dụng Cổ Kiếm Trai ta để tránh họa? Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Chân Nhân và lão già bên trái lão trở nên nghiêm túc. Thiên phú của Dương Diệp quả thật rất yêu nghiệt, đối với loại yêu nghiệt kiếm đạo này, Cổ Kiếm Trai tất nhiên hoan nghênh. Nhưng, nếu Dương Diệp muốn gia nhập Cổ Kiếm Trai chỉ là vì tránh họa, vậy đối với Cổ Kiếm Trai mà nói, yêu nghiệt giỏi đến mấy cũng không cần, bởi vì như vậy là nuôi sói trong nhà. Dương Diệp biết, đây là lần hỏi cuối cùng của đối phương, trả lời tốt thì được vào Cổ Kiếm Trai, trả lời không tốt, kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết. Hắn mang đến phiền toái lớn như vậy cho Cổ Kiếm Trai, hại chết không biết bao nhiêu đệ tử Cổ Kiếm Trai,
nếu cổ kiếm trai cuối cùng không có được gì thì đối phương liệu có bỏ qua không? Cổ kiếm trai không phải nơi làm từ thiện. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không giấu ba vị tiền bối, lúc ban đầu giả mạo đệ tử cổ kiếm trai, quả thật là muốn lợi dụng thân phận đệ tử cổ kiếm trai để tránh họa. Nhưng cuối cùng, sau khi tiếp xúc với rất nhiều đệ tử của cổ kiếm trai, nói thật, ta có ấn tượng rất tốt với cổ kiếm trai, nếu muốn ta chọn một thế lực để gia nhập, ta sẽ chọn cổ kiếm trai. Ta cũng biết ba vị tiền bối đang lo lắng điều gì, ta chỉ có thể nói rằng, cổ kiếm trai không phụ ta, ta nhất định sẽ không phụ cổ kiếm trai. Người biết nhà đầu Uyển Nhi? Lão già bên phải hỏi. Dương Diệp gật đầu. Lão già và cổ chân nhân nhìn nhau, ba người gật đầu, cổ chân nhân nói. Người có thể lĩnh ngộ kiếm ý thập tam trọng, lại kiếm tâm thông minh, còn lĩnh ngộ kiếm vực, điều này chứng minh, người tuyệt đối không phải loại người dối lừa. Cho nên, từ thời khắc này, người chính là đệ tử của cổ kiếm trai. Ừ, cổ kiếm trai có 9 phong, người muốn chọn phong nào? Nói đến đây, cổ chân nhân nhìn chằm chằm Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Tất nhiên là thiên kiếm phong rồi. Thật tinh mắt. Trên mặt cổ chân nhân nở một nụ cười, nói. Tiểu tử, sau này ta che chở cho ngươi. Dương Diệp. Lão già bên trái và lão già bên phải cổ chân nhân hơi lắc đầu, bọn họ tất nhiên cũng muốn thu Dương Diệp làm đồ đệ, nhưng ai bảo người ta chiếm tiên cơ. Chúng ta về cổ kiếm trai. Cổ chân nhân nói. Ta trước tiên nghĩ biện pháp khôi phục kiếm ý cho ngươi đã. Kiếm ý có thể khôi phục, có thể khôi phục à? Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Cổ chân nhân cười nói. Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi may mắn, bởi vì toàn bộ Thanh Châu này chỉ sợ cũng chỉ có cổ kiếm trai ta mới có thể khôi phục kiếm ý cho ngươi, có điều ngươi phải chịu khổ chút. Dương Diệp mừng như điên. Về phần chịu khổ, hắn còn sợ chịu khổ sao? Đi thôi. Cổ chân nhân cười nói. Dương Diệp nói. Khôi phục kiếm ý đại khái cần thời gian bao lâu? Cổ chân nhân trầm ngâm một thoáng, nói. Ngươi thiêu đốt kiếm ý thập tam trong, cái này có chút phiền phức, cũng có chút khó khăn, ít nhất phải một tháng. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chuyện kiếm ý tạm thời gác sang một bên đã, bởi vì ngày mai ta muốn lên Thanh Đạo Môn. Nghe vậy, sắc mặt ba người cổ chân nhân trở nên nghiêm túc, cổ chân nhân trầm giọng nói. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tất nhiên là không. Dương Diệp nói. Ta đã phóng ra tin tức, nếu ngày mai ta không lên Thanh Đạo Môn, không chỉ ta mất mặt, cổ kiếm trai cũng mất mặt, chúng ta có thể không cần mặt mũi sao? Đi rồi, có thể sẽ mất mạng đó. Cổ chân nhân trầm giọng nói. Không đi, càng nhiều người của cổ kiếm trai hơn có thể sẽ phải bỏ mạng. Dương Diệp nói. Chuyện do ta gây ra, để ta tự giải quyết đi. Cổ chân nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói. Được, lên Thanh Đạo Môn. Kỳ thật, bất kể là cổ kiếm trai hay là Thanh Đạo Môn, hai bên đều không muốn thật sự đại chiến với nhau, bởi vì ở Thanh Châu này, trừ hai thế lực cấp bạch kim bọn họ ra còn có yêu tộc. Một khi hai thế lực bọn họ tàn sát lẫn nhau, vậy cuối cùng chỉ tổ tiện nghi cho yêu tộc. Nhưng, chuyện lại không thể cứ vậy cho qua, đặc biệt là Thanh Đạo Môn. Thanh Đạo Môn có thể nói bị cổ kiếm trai tát thẳng vào mặt, việc này nếu cứ vậy cho qua. Vậy Thanh Đạo Môn ngày sau sao có thể sống yên ở Thanh Châu? Cho nên, nếu cổ kiếm trai thật sự để Dương Diệp trở lại cổ kiếm trai, vậy Thanh Đạo Môn căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khai chiến. Một khi khai chiến, người của hai bên phải chết tuyệt đối là một con số khủng bố. Hơn nữa đối với Dương Diệp mà nói, nếu Thanh Đạo Môn một khi quyết tâm khai chiến, vậy trong những ngày tháng tươi lai, khẳng định sẽ bị cường giả thánh giả của Thanh Đạo Môn điên cuồng đuổi giết. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy loại tình huống này, cho nên, hắn quyết định chủ động đi tìm Thanh Đạo Môn, như vậy, có thể phòng ngừa Thanh Đạo Môn quá khích, cũng có thể nắm giữ quyền lên tiếng trong tay. Quan trọng nhất là, hắn không muốn khiến người cổ kiếm trai vì hắn mà chết. Nhục thân của ngươi rất mạnh, cái chùy đó tuy rằng cũng thích hợp với người, nhưng chung quy vẫn không phải là kiếm, không thể khiến thực lực của người được phát huy hoàn toàn. Cổ chân nhân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đưa chùy của ngươi cho ta, sáng mai ta trả lại cho ngươi. Dương Diệp hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu, lúc này lão già bên trái cổ chân nhân cười nói. Còn ngây ra đó làm gì? Tiểu tử ngươi thật có phúc. Sư phó của ngươi ở phương diện kiếm đạo có lẽ không phải rất mạnh,
nhưng ở phương diện đúc kiếm có thể nói là đệ nhất nhân của Thanh Châu, có hắn giúp ngươi cải tạo cái chùy này, uy lực của nó ít nhất có thể đề thăng gấp mấy lần. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng đưa man thần chùy cho Cổ Chân Nhân. Cổ Chân Nhân cầm man thần chùy, quan sát một lúc, sau đó nói. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được cho là tiên cấp hạ phẩm, cải tạo một chút, chắc có thể trở thành tiên cấp trung phẩm, hơn nữa, đối với ngươi mà nói, chắc có thể so với tiên cấp thượng phẩm. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tới Thanh Đạo Môn giáo huấn những kẻ đó của Thanh Đạo Môn cho ta, để cho bọn họ biết rằng, ở Thanh Châu này cổ kiếm trai mới là mạnh nhất. Dương Diệp nhìn Cổ Chân Nhân, những lời này của đối phương nói rất có học vấn, giáo huấn một chút, ý tứ chính là lần này tới Thanh Đạo Môn, không chỉ là đi là mất mặt, mục đích chủ yếu chính là kết thúc ân oán giữa hai bên chứ không phải tiếp tục kết thù. Đạo lý này hắn tất nhiên cũng hiểu, nhưng có đôi khi hắn thật sự là có chút không nhịn được mà giết người. Ba người Cổ Chân Nhân lạ dặn dò một số chuyện, sau đó mới rời đi. Dương Diệp hạ xuống đất, đệ tử của Cổ Chân Nhân, chính là Nạp Lan Anh liền cản trước mặt hắn, mà sau lưng Nạp Lan Anh, là Phạm Mộng và Phạm Ly. Nạp Lan Anh rất thon thả, có thể nói là nữ tử có dáng người thon thả nhất mà hắn từng gặp, nhưng dung nhan chỉ có thể tính là bình thường, có điều cũng không khó coi. Nhìn thấy Dương Diệp, sắc mặt Nạp Lan Anh lạnh lùng, định lên tiếng thì Dương Diệp nói trước. Thì ra là sư tỷ, ta vừa hay có mấy chỗ muốn thỉnh giáo sư tỷ, xin sư tỷ chỉ giáo. Hắn tất nhiên biết lúc này trong lòng đối phương khẳng định đang rất khó chịu, dù sao hắn giả mạo đối phương làm nhiều chuyện sai như vậy. Sư tỷ, Nạp Lan Anh hơi ngẩn ra, lập tức nói. Sư phó nhận ngươi làm đồ đệ rồi à? Dương Diệp gật đầu, nói. Sư phó trước lúc đi có dặn, sau này ta có gì không hiểu thì cứ hỏi sư tỷ sẽ không cự tuyệt đâu, đúng không? Thấy thái độ của Dương Diệp tôn kính và thành khẩn như vậy, Nạp Lan Anh vốn muốn bới móc cũng không biết phải làm gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Sư tỷ không phải là vẫn còn tức giận chứ? Nạp Lan Anh vội vàng lắc đầu, nói. Không, không. Nói đùa à, mình là sư tử, đương nhiên không thể biểu hiện nhỏ mọn như vậy. Dương Diệp cười nói. Không là tốt rồi, à đúng rồi, sư phó vừa rồi còn nói ta có gì cần cứ tìm sư tỷ mà xin. Tỷ cũng biết đấy, lúc trước ta chỉ là một tán tu, vì tu luyện, ta nợ hơn 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm, cái này. Nói đến đây, Dương Diệp cười bẽn lẽn, bộ dạng có chút thẹn thùng. 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Tay ngọc của Nạp Lan Anh vung lên, một chiếc giới bay đến trước mặt Dương Diệp, nói. Trong đây có 20 vạn đá năng lượng siêu phẩm, coi như là lễ gặp mặt ta tặng cho sư đệ. Sư đệ sau này nếu cần thêm thì cứ tới tìm ta. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nhận lấy nạp giới, cảm động đến rơi nước mắt, nói. Đa tạ sư tỷ đúng là người tốt. Không cần cảm tạ, sư tỷ chiếu cố sư đệ là điều nên làm mà. Nạp Lan Anh nói rất hào sảng. Đúng, đúng. Dương Diệp vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau khi lãnh giáo Nạp Lan Anh một số vấn đề về kiếm đạo, Diệp lúc này mới trở lại phòng mình. Dương Diệp phát hiện, thực lực của Nạp Lan Anh này có lẽ không bằng hắn, nhưng đối phương ở phương diện kiếm đạo quả thật là hiểu biết hơn hắn nhiều, đặc biệt có một vài thứ, hắn trước kia chưa từng nghe qua, mà nói chuyện với Nạp Lan Anh, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. Mà Nạp Lan Anh khi thấy Dương Diệp khiêm tốn và hiếu học, hảo cảm đối với hắn cũng tăng nhiều, thế nên lại tặng cho Dương Diệp thêm 10 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Trong phòng, Dương Diệp vừa ngồi xếp bằng trên giường thì lúc này cửa đột nhiên mở ra, sau đó Phạm Mộng bước vào. Phạm Mộng nhảy tới trước mặt Dương Diệp, sau đó cẩn thận quan sát Dương Diệp, một lúc sau, nàng ta cười tủm tỉm nói. Dương Diệp, kỳ thật ngươi không hề xấu. Vậy ngươi thích ta trước kia hay là thích ta như hiện tại? Dương Diệp cười nói. Chỉ cần là ngươi thì đều thích. Phạm Mộng nói. Vì sao? Dương Diệp nói. Bộ dạng trước kia của ta rất xấu mà. Phạm Mộng nói. Nếu ta một ngày nào đó bị biến dạng, ngươi liệu có còn bảo vệ ta như bây giờ không? Dương Diệp cười cười, nói. Chẳng liên quan gì tới xấu hay đẹp cả. Phạm Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên, nàng ta tiến lên một bước, hai tay ôm lấy đầu Dương Diệp, sau đó hôn khẽ lên trán hắn, mặt đỏ rực, nói. Ta cũng vậy. Nói xong. Nàng ta xoay người nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt Dương Diệp.
Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười, đang muốn tu luyện thì lúc này cửa lại bị mở ra, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thì thấy Phạm Ly đi vào phòng. Phạm Ly sau khi vào phòng thì đóng cửa lại, bước về phía Dương Diệp. Hai tỷ muội này muốn làm gì vậy? Ánh mắt Dương Diệp mang theo nghi vấn nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly đi đến trước mặt Dương Diệp, đột nhiên nàng ta vươn tay ra cởi thắt lực, váy rơi xuống, bên trong tuy rằng có nội y, nhưng hai cặp vú và thân thể trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp cau mày, nói. Ngươi làm gì thế? Phạm Ly lại không nói gì, tay đặt lên dây áo lót, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, Phạm Ly đã để lộ hết cơ thể trong tầm mắt Dương Diệp. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly cúi đầu, nói. Nếu không phải nhờ ngươi, ta và Tiểu Mộng sớm đã chết rồi, cho dù không chết, chỉ sợ kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn chết là bao. Đại ân đại đức này, ta và Tiểu Mộng cả đời cũng không thể báo đáp. Ta không có gì, chỉ có một thứ duy nhất chính là thân thể của mình, ngươi yên tâm, thân thể này của ta chưa từng để nam nhân khác chạm vào. Dương Diệp nắm lấy chăn trên giường, sau đó đi tới trước mặt Phạm Ly, khoác lên người nàng ta. Người Phạm Ly khẽ run lên, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã, nói. Ngươi vẫn hận ta à? Dương Diệp lắc đầu nói. Từng có lúc quả thật là vậy, nhưng sau khoảng thời gian này, ta phát hiện, ngươi kỳ thật cũng không đáng giận, bởi vì tình cảm của ngươi đối với Phạm Mộng là thật. Đổi lại mà nói, nếu có một người lai lịch không rõ ràng tiếp xúc với muội muội của ta, ta có thể sẽ chẳng thèm nhiều lời với hắn mà một kiếm kết liễu hắn luôn. Vậy là ngươi không muốn chạm vào ta? Phạm Ly lại hỏi. Dương Diệp cười khổ nói. Ta là một nam nhân bình thường, mà ngươi là một nữ nhân xinh đẹp, một nữ nhân có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng. Vậy ngươi vì sao lại làm vậy? Phạm Ly nói. Ngươi yên tâm, đây là ta tự nguyện. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta là một nam nhân bình thường, nhưng ta là nam nhân có nguyên tắc. Chuyện dậu đổ bìm leo ta sẽ không làm, cũng khinh thường không thèm làm. Giữa ta và ngươi không có tình cảm, nếu phát sinh quan hệ với ngươi, vậy là vô trách nhiệm với ngươi, cũng vô trách nhiệm với thê tử của ta. Ta nợ họ nhiều rồi, ta không muốn khiến họ không vui. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút rồi lại nói. Ta biết ngươi vì sao muốn làm như vậy, ta chỉ muốn nói, ngươi muốn cảm ơn ta thì không cần phải làm vậy đâu. Bởi vì chỉ cần là việc mà ta luôn làm thì sẽ không cần người khác phải báo đáp, ngược lại, nếu ta không muốn làm, đừng nói một nữ nhân, cho dù là 1000 mỹ nữ tuyệt thế nằm trước mặt ta, ta cũng sẽ không làm. Ngươi có thê tử rồi à? Phạm Ly nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta tới đây là để tìm bọn họ. Phạm Ly nhìn Dương Diệp, nói. Làm nữ nhân của ngươi, bọn họ chắc rất hạnh phúc. Nói xong, Phạm Ly bắt đầu mặc quần áo, cũng không tị hiềm Dương Diệp. Sau khi mặc xong, Phạm Ly đi đến trước mặt Dương Diệp nói. Biết không, ta vẫn cảm thấy rất may mắn vì mình lúc trước bởi vì tò mò mà ở trên đường chọn ngươi, nhưng ta cũng rất hối hận vì lúc trước lại đối xử với ngươi như vậy. Nói xong, nàng ta lại gần Dương Diệp, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nói. Xin lỗi. Nói xong, nàng ta xoay người ra khỏi phòng Dương Diệp. Phạm Ly vừa ra khỏi phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn liền nhào vào lòng nàng ta. Tỷ, ngươi thua rồi. Người thua rồi, hắn không chiếm tiện nghi của ngươi, hắn không nhân lúc người khác khó khăn để lợi dụng, ngươi không thể lấy cớ ngăn cản ta nữa. Ai nói hắn không chiếm, cái hắn chiếm không phải là người, mà là tâm. Trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là Nam Kha Đồ và Ảnh Tử đã chết. Sau nửa canh giờ, Nam Kha Đồ và Ảnh Tử bị luyện chế thành kiếm nô. Tốc chi pháp tắc, nếu ta có thể lĩnh ngộ. Trong phòng. Vang lên tiếng lẩm bẩm của Dương Diệp. Tốc chi pháp tắc lợi hại không? Đương nhiên lợi hại. Dương Diệp hiểu rất rõ, lực lượng nhục thân của bản thân Nam Kha Đồ cũng chỉ bằng tôn giả cảnh cung cấp bình thường, nhưng hắn lại có thể đánh bay mình, vì sao? Bởi vì sau khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, có thể sinh ra lực lượng không gì sánh kịp. Tựa như một hòn đá nhỏ, bản thân nó không có uy lực gì, nhưng nếu nó từ trên cao vạn thước rơi xuống, lực lượng sinh ra vào khoảng khắc nó chạm đất tuyệt đối có thể dễ dàng đập chết một vị huyền giả tiên thiên. Có thể nói, tốc chi pháp tắc nếu lợi dụng tốt, bản thân không hề yếu hơn tiêu vong pháp tắc.
Nếu hắn không phải dựa vào kiếm vực để trấn áp tốc chi pháp tắc của đối phương, cho dù tiêu vong pháp tắc có thể dễ dàng miếu sát Nam Kha Đồ, nhưng với tốc độ của đối phương, tiêu vong pháp tắc làm thế nào để đả thương được đối phương? Khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, bất kỳ huyền kỹ và thần thông, thậm chí là pháp tắc nào kỳ thật đều là vô nghĩa. Dương Diệp sở dĩ luyện chế Nam Kha Đồ thành kiếm nô, tất nhiên là muốn học tốc chi pháp tắc, nếu là người khác, như vậy không nghi ngờ gì nữa là nói nhảm mà thôi, bởi vì cho dù là An Nam Tính, cũng tuyệt đối không thể cứ vậy học được pháp tắc của đối phương, cho dù đối phương biểu diễn hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng ta. Nam Kha Đồ có thể lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc, đó là dùng hết tinh lực cả đời. Người khác muốn học tốc chi pháp tắc này là rất khó khăn, khó như lên trời, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cái này không quá khó. Biểu diễn bình thường tất nhiên không thể khiến hắn lĩnh ngộ được tốc chi pháp tắc này, nhưng nếu biểu diễn trong kiếm vực thì sao? Trong kiếm vực tự thành thế giới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tất cả những gì trong kiếm vực, có thể nói, tất cả mọi thứ trong kiếm vực tương đương với một bộ phận thân thể của hắn. Nam Kha Đồ này biểu diễn tốc chi pháp tắc trong kiếm vực của hắn, hắn có thể cảm nhận được tốc chi pháp tắc này trên trình độ lớn nhất. Đương nhiên, trên lý luận thì là vậy, nhưng có thể lĩnh ngộ được hay không thì Dương Diệp cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng điều này đáng để thử. Không lãng phí thời gian, Dương Diệp lập tức mở kiếm vực. Dưới sự khống chế của Dương Diệp, Nam Kha Đồ bắt đầu thi triển tốc chi pháp tắc. Dương Diệp lúc ban đầu không dùng kiếm vực để áp chế Nam Kha Đồ. Dưới loại tình huống này, tốc độ của Nam Kha Đồ nhanh đến mức cho dù là hắn cũng chỉ nhìn được một cái bóng mơ hồ. Lúc này vẻ mặt Dương Diệp rất ngưng trọng, bởi vì nếu không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản không thể giết được Nam Kha Đồ này, trừ phi là kiếm ý của hắn vẫn ở thiên cấp thập tam trọng, có thể dùng kiếm ý khóa không gian chung quanh lại, bằng không đừng nói giết đối phương, nói không chừng còn có thể bị đối phương giết chết. Nhất định phải học được tốc chi pháp tắc này, nếu ta có thể học được. Cho dù là bán thánh cao cấp cũng không thể làm khó được ta. Trong mắt Dương Diệp hiện ra vẻ kiên định, dưới sự khống chế của hắn, tốc độ của Nam Kha Đồ càng lúc càng chậm, giống như bị tua chậm gấp trăm lần vậy. Dương Diệp nhìn chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, bởi vì có kiếm vực, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những động tác rất nhỏ khi Nam Kha Đồ thi triển tốc chi pháp tắc. Còn cả những biến hóa xảy ra chung quanh sau khi hắn thi triển tốc chi pháp tắc, những cái này khiến hắn có cảm giác giống như lạc vào xứ sở thần tiên. Trong sân, tốc độ của Nam Kha Đồ đầu tiên là từ chậm đến nhanh, cuối cùng, lại từ nhanh đến chậm, cho đến cuối cùng lại từ chậm đến nhanh. Vẻ mặt Dương Diệp đang không ngừng biến ảo, đầu tiên là mừng như điên, sau đó là cau mày, tiếp theo lại mừng như điên, sau đó lại nhíu mày. Thanh đạo môn. Thanh đạo môn ở một tòa sơn mạch ở phía nam Thanh Châu, sơn mạch giống như cự long uốn lượn, trên sơn mạch có một tòa núi cực lớn, phía dưới có hình nhọn, bên trên hình khay, rộng lớn vô cùng, giống như cự kiếm cắm giữa thiên địa, hùng vĩ bao lao. Mà giữa ngọn núi đó và mặt đất có một chiếc thang rất dài, đây là thang để leo lên thanh đạo môn. Đây không phải là thang leo bình thường. Điều kiện để được nhận vào cổ kiếm trai là trước 16 tuổi ít nhất phải có kiếm ý lục trọng. Mà điều kiện thanh đạo môn nhận người là trèo thang, phàm là người muốn thành đệ tử của thanh đạo môn, nhất định phải trèo lên đăng vân thê. Trên đăng vân thê có 5 cửa mà tổ sư thanh đạo môn lưu lại, 5 cửa này phân biệt là nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, vấn đạo. Dưới hoàng giả cảnh, phàm là qua được 2 cửa nghị lực và tâm tính, có thể trở thành đệ tử ngoại môn của thanh đạo môn, mà nếu qua được cửa thực lực thì có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu qua được cửa vấn tâm có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền của môn chủ thanh đạo môn, còn qua được cửa vấn đạo. Trừ môn chủ các đời của thanh đạo môn ra, không ai biết qua được cửa vấn đạo này sẽ được thanh đạo môn ban thưởng cho cái gì, bởi vì từ lúc tổ sư thanh đạo môn lưu lại 5 cửa này, vốn chưa có ai qua được cửa vấn đạo. Trừ môn chủ các đời của thanh đạo môn ra, không ai biết qua được cửa vấn đạo này sẽ được thanh đạo môn ban thưởng cho cái gì, bởi vì từ lúc tổ sư thanh đạo môn lưu lại 5 cửa này, vốn chưa có ai qua được cửa vấn đạo. Cho dù là thanh đạo phu được xưng là vạn năm khó gặp của thanh đạo môn cũng phải dừng bước ở cửa vấn đạo này. Tầng thấp nhất của Đăng Vân Thê có một ban công này là thanh đạo môn đặc biệt xây nên, mục đích tất nhiên là để thiên tài muốn vượt Đăng Vân Thê nghỉ ngơi. Có người lần đầu tiên không qua được sẽ thử lần thứ hai, lần thứ ba, có lẽ có người 100 lần cũng không thành công, nhưng có lẽ cũng có người thành công.
chỉ cần có người thành công, đối với Thanh Đạo Môn mà nói là có thêm một đệ tử có tiềm lực. Đối với Thanh Đạo Môn mà nói, tiềm lực có tiềm lực thì thà giết lầm chứ không bỏ sót, bởi vì người như thế, thường thường sẽ có tiềm lực hơn người một lần là vượt qua được. Lúc này, ở trong ban công tụ tập vô số huyền giả, không chỉ trong ban công, cho dù là ở ngoài ban công cũng có vô số người. Những người này đến từ các nơi của Thanh Châu, bọn họ đến tất nhiên là để xem chiến đấu giữa thiên tài Thanh Đạo Môn và Dương Diệp. Dương Diệp tuyên bố muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài thuộc thế hệ trẻ tuổi của Thanh Đạo Môn, lúc này cảnh nội Thanh Châu có ai không biết. Loại việc trọng đại này chỉ cần là một huyền giả thì sẽ không bỏ lỡ. Long tranh hổ đấu, loại chiến đấu này có thể không phấn khích sao? Các ngươi nói xem, Dương Diệp này có thể đánh bại tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn không? Nếu có thể, vậy Thanh Đạo Môn từ nay về sau ở cảnh nội Thanh Châu sẽ không ngẩng đầu lên được. Đây chính là tới tận cửa đế tát vào mặt. Nếu không thể, vậy thì cổ kiếm trai sẽ tổn thất một thiên tài kiếm đạo siêu cấp. Không chỉ như vậy, tát vào mặt Thanh Đạo Môn lại đổi thành tự tát vào mặt cổ kiếm trai. Bởi vì Dương Diệp này nếu khiêu chiến thất bại thì chẳng khác nào là tự rước lây nhục. Ta cảm thấy, Dương Diệp nếu dám cuồng ngôn như vậy, hắn khẳng định có lòng tin, hơn nữa từ chiến tích lúc trước cho thấy, hắn quả thật có vốn để cuồng vọng. Nhưng Thanh Đạo Môn này là thế lực cấp bạch kim, bên trong ngọa hổ tàng long, Dương Diệp muốn tới tát vào mặt họ, khó khăn khẳng định không phải bình thường. Các ngươi nói xem, nếu hắn không tới thì sao? Lúc này, không biết ai nói một câu, sau đó hiện trường yên lặng. Một lúc sau, có người nói khẽ. Không đến á, nếu hắn không đến, vậy mặt mũi của cổ kiếm trai không biết phải để đi đâu. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Dương Diệp tới, cho dù hắn thua, nhưng không ai có thể nói cổ kiếm trai không đúng, ngược lại còn cảm thấy đệ tử cổ kiếm trai có gan. Nhưng nếu hắn không đến, có thể nghĩ tới cổ kiếm trai sẽ mất mặt cỡ nào. Bởi vì cổ kiếm trai luôn tuyên dương là người có thể chết những mặt mũi thì không thể mất được. Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đã đến giữa trưa. Không có đệ tử cổ kiếm trai đến, về phần Dương Diệp đó, càng đừng nói tới. Có điều mọi người vẫn chờ được, dù sao mới giữa trưa, vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Nháy mắt đã đến buổi chiều, vẫn không thấy Dương Diệp, đừng nói Dương Diệp, một đệ tử của cổ kiếm trai cũng không nhìn thấy. Dương Diệp này chẳng lẽ sợ rồi à? Chắc không đâu, lúc trước ta đã gặp hắn, hắn tóc bạc, vẻ mặt dữ tợn, tính tình vô cùng cuồng ngạo, nhìn thế nào cũng không giống là một người biết sợ. Lúc này chưa tới chắc bận gì đó thôi. Cũng có thể là cổ kiếm trai không cho hắn đến. Hắn lĩnh ngộ kiếm vực, cho hắn thêm thời gian, hắn nhất định sẽ trở thành một cường giả kiếm tu tuyệt thế. Nếu đến rồi, vạn nhất bỏ mạng tại đây thì cổ kiếm trai chẳng phải thiệt to à? Có khả năng này, dù sao loại thiên tài kiếm đạo giống như Dương Diệp, chỉ cần không chết, tương lai khẳng định có thể trở thành một cường giả siêu cấp. Khi đó, cổ kiếm trai có Lục Uyển Nhi, lại có Dương Diệp, nói không chừng có thể trở thành thế lực cấp kim cương. Chỉ là, thanh danh của cổ kiếm trai cứ như vậy mà vứt bỏ à? Thanh danh so sánh với một thiên tài siêu cấp thì có tính là gì? Minh Võ Thành. Lúc này ngoài phòng của Dương Diệp đứng đầy người, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai, không chỉ như vậy, chân trời vẫn không ngừng có từng đạo kiếm quang xẹt qua, càng lúc càng nhiều đệ tử cổ kiếm trai hạ xuống ngoài phòng Dương Diệp, trên tường thành, trên nóc nhà. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên phòng của Dương Diệp. Đứng ở cửa phòng Dương Diệp là Cổ Chân Nhân, lúc này hai mắt Cổ Chân Nhân khép hờ, sắc mặt có chút trầm thấp. Cổ Chân Nhân, Dương Sư Huynh vì sao vẫn chưa ra? Một đệ tử của cổ kiếm trai cuối cùng không nhịn được hỏi. Dương Diệp lúc này có thể nói là đại biểu cho cổ kiếm trai, nếu hắn không ra mặt, không tới Thanh Đạo Môn, vậy sau này đệ tử cổ kiếm trai làm sao mà hành tẩu thiên hạ? Có thể nói, Dương Diệp liên quan tới vinh dự của tất cả mọi người trong cổ kiếm trai. Cổ Chân Nhân không nói gì, đệ tử của cổ kiếm trai mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không dám xông vào hoặc là tiếp tục chất vấn. Dương Diệp không tới Thanh Đạo Môn thì ta đi. Trong sân, một đệ tử của cổ kiếm trai đột nhiên hét lên một câu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Ta cũng đi. Ta nữa. Cả ta nữa. Sao có thể không có ta chứ? Ta. Không đến một lúc, đệ tử cổ kiếm trai ở trong sân chỉ còn lại có vài người. Bóng tối phủ xuống,
Một vầng trăng sáng chậm rãi nhô lên, treo trên trời cao, giống như khay ngọc. Ngoài phòng Dương Diệp chỉ còn lại Cổ Chân Nhân và hai tỷ muội Phạm Mộng. Hai tỷ muội Phạm Mộng vẻ mặt lo lắng, mấy lần muốn vào gọi Dương Diệp, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì Cổ Chân Nhân nói Dương Diệp lúc này đang tu luyện, có thể là đang ở vào thời khắc mấu chốt, vào lúc này không thể bị quấy rầy, bằng không, có thể sẽ kiếm củi 3 năm thiệu 1 giờ. Nhưng, Dương Diệp nếu vẫn không ra, vậy cổ kiếm trai sau này không phải sẽ trở thành trò cười ở Thanh Châu ư? Cổ Chân Nhân so với hai tỷ muội Phạm Mộng thì bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất thì ngoài mặt là vậy. Lúc này toàn bộ Bắc giới có thể nói là cái nồi sôi trào, bởi vì hiện tại toàn bộ Bắc giới đều đang nói Dương Diệp không dám lên Thanh Đạo Môn, cổ kiếm trai sợ Thanh Đạo Môn. Ở Bắc giới, vẫn có rất nhiều người sùng bái Dương Diệp, trong đó có đệ tử cổ kiếm trai, còn có vô số huyền giả tán tu, bởi vì Dương Diệp đủ ác, đủ bá đạo, còn đủ đảm lượng. Thanh Đạo Môn ở Thanh Châu truyền thừa mấy vạn năm, làm việc kiêu ngạo, bá đạo, tàn nhẫn cỡ nào. Hiện giờ tông môn này bị Dương Diệp tát vào mặt, không thể không nói, trong lòng vô số người vô cùng thống khoái, đặc biệt là đệ tử của cổ kiếm trai. Cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, ở Bắc giới chỉ có cổ kiếm trai và Thanh Đạo Môn, bởi vậy, giữa cổ kiếm trai và Thanh Đạo Môn luôn có va chạm, đệ tử hai bên thường xuyên tranh đấu. Bởi vậy, khi biết được Dương Diệp một mình muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài của Thanh Đạo Môn, toàn bộ đệ tử cổ kiếm trai lập tức tức nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, Dương Diệp đã nổi gần bằng kiếm hoàng Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai. Có sùng bái thì có khinh bỉ, có hy vọng thì có thất vọng. Bởi vì Dương Diệp không xuất hiện ở Thanh Đạo Môn, những người từng sùng bái Dương Diệp lập tức biến thành khinh bỉ và thất vọng. Theo bọn họ, đặc biệt ở trong mắt đệ tử cổ kiếm trai, người có thể chết, nhưng mặt mũi của cổ kiếm trai thì tuyệt đối không thể vứt bỏ. Mà Dương Diệp lại lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mất mặt. Có rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai tới Thanh Đạo Môn, lần này, cho dù là cao tầng của cổ kiếm trai ra mặt cũng không cản được. Người ta sống, rất nhiều lúc kỳ thật vì tranh một khẩu khí, tranh một tôn nghiêm, nếu đã không có khẩu khí, không có tôn nghiêm, vậy thì sống có ý nghĩa gì? Thanh Đạo Môn. Lúc này ở chân núi Thanh Đạo Môn càng lúc càng nhiều người, không chỉ ở chân núi, ở các ngọn núi chung quanh Thanh Đạo Môn cũng đứng đầy huyền giả. Mọi người tới đây. Tất nhiên để xem Dương Diệp làm thế nào một mình khiêu chiến thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Thanh Đạo Môn. Nhưng mà hiện tại, Dương Diệp lại ngay cả cái bóng cũng không thấy. Mẹ kiếp, uổng cho ta sùng bái hắn, không ngờ hắn là một con rùa rút đầu, hại lão tử ở đây chờ một ngày một đêm. Tức chết ta mà. Ngươi mới một ngày một đêm đã kêu, ta chờ tới 3 ngày 3 đêm rồi, 3 ngày 3 đêm này ta ngay cả nhà xí cũng không dám đi, chỉ sợ bỏ lỡ phong thái tuyệt thế của Dương Diệp. Không ngờ hắn lại là kẻ nhát gan. Thật là, không có bản sự đó thì đừng con mẹ nó mạnh miệng. Thế này chẳng phải cố ý chơi người ta sao? Đúng vậy, ta ướt cả quần rồi, vậy mà hắn lại không tới. Thật đúng là khốn nạn. Ta đã nói rồi, Dương Diệp đó chỉ là nói miệng thôi, khiêu chiến các đệ tử của Thanh Đạo Môn. Đừng nói hắn, cho dù là kiếm hoàng Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai cũng không làm được. Gấp cái gì? Cách 3 ngày không phải vẫn còn 1 canh giờ nữa sao? Nói không chừng vào giây phút cuối cùng hắn lại tới thì sao? Cao thủ đều thích chơi trò kích thích mà, chúng ta cứ chờ đi. Đến á, lúc này còn chưa tới, ta thấy hắn là không dám tới đâu. Hôm nay tuyên bố ở đây, hắn hôm nay nếu tới, ta sẽ ăn cứt ngay tại chỗ. Mau nhìn kìa, đệ tử cổ kiếm trai tới rồi. Đúng lúc này, không biết ai hô một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy ở chân trời mấy ngàn đạo kiếm quang lóe lên, những kiếm quang này giống như mưa sao băng lướt nhanh về phía bên Thanh Đạo Môn. Mấy ngàn đạo kiếm quang lướt tới, cho dù còn cách gần 1000 trượng, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được kiếm khí khiếp người. Không dám nhìn thẳng. Kiếm quang hạ xuống, mấy ngàn đệ tử cổ kiếm trai xuất hiện dưới chân Đăng Vân Thê, cầm đầu là Trần Đông, Nạp Lan Anh và Ngô Nham Trung. Ôi trời, hôm nay nổi gió gì thế? Không ngờ khiến các yêu nghiệt thiên tài cổ kiếm trai đều tới Thanh Đạo Môn ta. Đúng lúc này, một giọng nói có chút điệu đà từ trên thang truyền đến. Mọi người nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng bó sát người đang từ trên thang bước xuống, dáng người nam tử rất kiều tiểu, đặc biệt là trường bào bó sát người làm tôn lên cái eo thon nhỏ như nữ nhân có hắn, trông có chút xinh đẹp gợi cảm, ở trên mặt nam tử còn chát phấn dày, đặc biệt là đôi môi, đỏ tươi như máu.
Dáng đi của nam tử cũng có chút kỳ quái, giống như mèo đi vậy, vô cùng nhẹ nhàng. Trang điểm, gợi cảm xinh đẹp. Đây là cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy nam tử. Nam tử đi tới dưới chân Đăng Vân Thê, nhìn lướt qua đám người Trần Đông, sau đó nói. Vị nào là Dương Diệp? Mau ra đây cho ta xem, rốt cuộc là nam tử hiếm có nào, không ngờ có thể liên tiếp trảm sát yêu nghiệt thiên tài của Thanh Đạo Môn. Còn tuyên bố muốn lên Thanh Đạo Môn khiêu chiến tất cả thiên tài. Chậc chậc, thật là bá đạo, thật là cuồng vọng, thật là kiêu ngạo. Ái chà, ta thích nam nhân như vậy. Ta không chịu nổi. Ngô Nham Trung lắc đầu, muốn xuất thủ, nhưng Trần Đông lại cản lại. Ngô Nham Trung nhìn về phía Trần Đông, lúc này trong mắt Trần Đông không ngờ lộ ra vẻ ngưng trọng. Thấy vậy, trong lòng Ngô Nham Trung hơi kinh ngạc, thằng ôn nam không ra nam nữ không ra nữ trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ có thể khiến Trần Đông ngưng trọng như vậy. Các hạ chính là Vương Âm Dương. Trần Đông trầm giọng hỏi. Trong mắt nam tử hiện lên vẻ kinh ngạc, nói. Ngươi không ngờ nhận ra ta. Từng là đệ nhất nhân của ám môn Thanh Đạo Môn, ta sao có thể không biết? Trần Đông nói. Hiện giờ ngươi đã là bán thánh, Thanh Đạo Môn sẽ không phải ngươi ra giao thủ với chúng ta chứ? Giao thủ với các ngươi á? Vương Âm Dương lắc đầu, nói. Các ngươi yếu như vậy, ta sao có thể không biết xấu hổ mà đi bắt nạt các ngươi? Ta đến chỉ là muốn xem Dương Diệp đó một chút thôi. Yếu, chẳng lẽ người mạnh lắm à? Người lên tiếng là một đệ tử cổ kiếm trai, cường giả bán thánh đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng chẳng phải là cao không thể với, bởi vì hắn từng dùng cảnh giới hoàng giả cảnh nhất phẩm trảm sát cường giả bán thánh. Ánh mắt Vương Âm Dương dừng ở trên người nam tử vừa lên tiếng, vươn tay ra tóm về phía nam tử một cái, cứ như vậy, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nam tử hoàng giả cảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Vương Âm Dương, mà bàn tay trắng bệch của Vương Âm Dương thì túm lấy cổ yết hầu nam tử. Đừng tưởng rằng có thể vượt cấp trảm sát bán thánh thì giỏi lắm, lão tử khi ở cảnh giới của ngươi giết cả một đống bán thánh rồi đó. Đúng lúc này Trần Đông đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt Vương Âm Dương, Vương Âm Dương mặt không đổi sắc, cũng chỉ bấm tay búng một cái, vừa hay búng trúng mũi kiếm của Trần Đông. Keng! Trường kiếm trong tay Trần Đông rung kịch liệt, sau đó cong đi, mà bản nhân Trần Đông dưới lực lượng cường đại đó thì li đên tục lui ra sau, cho tới khi lui gần 20 bước mới dừng lại được. Rắc! Một tiếng rắc giòn tan vang lên, mọi người nhìn lại thì chỉ thấy cổ nam tử cổ kiếm trai trong tay Vương Âm Dương đã gãy. Vương Âm Dương thuận tay hất một cái, nam tử đó bị ném sang một bên, nói. Với cái bộ dạng này của các ngươi mà dám đến khiêu chiến yêu nghiệt thiên tài của Thanh Đạo Môn ta. Không sợ người khác cười tới rụng răng à. Nếu không phải những lão già bên trên bảo ta đừng ỷ lớn hiếp nhỏ, lão tử hiện tại đã khiến các ngươi thần hồn câu diệt rồi. Nói xong, Vương Âm Dương lạnh lùng nhìn lướt qua các đệ tử cổ kiếm trai, nói. Sao, không phục à, không phục thì các ngươi tới cắn ta đi. Vương Âm Dương, ngươi từ lúc nào lại biến thành không biết xấu hổ như vậy? Đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, một nam tử trung niên xuất hiện. Vương Âm Dương nhìn nam tử trung niên một cái, sau đó nói. Tưởng ai, thì ra là Thạch Tam Thủy. Ôi trời, cổ kiếm trai các ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn tới diệt Thanh Đạo Môn ta à? Người ta sợ quá cơ. Thạch Tam Thủy lạnh nhìn Vương Âm Dương, sau đó xoay người nhìn về phía các đệ tử cổ kiếm trai, nói. Mọi người lập tức trở về. Ái chà! Về làm gì? Lúc này, Vương Âm Dương bỗng nhiên nói. Đệ tử cổ kiếm trai các ngươi không phải muốn tới để luận bàn với đệ tử Thanh Đạo Môn ta sao? Sao giờ lại đi? Chẳng lẽ các ngươi sợ à? Hay là tự thấy không bằng được đệ tử Thanh Đạo Môn ta? Nghe vậy, sắc mặt đám người đệ tử cổ kiếm trai lập tức tức trở nên tím tái. Vương Âm Dương cười cười, sau đó nói. Lão tứ lão tam, ra kiến thức yêu nghiệt thiên tài của cổ kiếm trai đi. Mọi người chỉ luận bàn thôi nhé, hai tên nghiệt xúc các ngươi đừng xuống tay nặng quá, nhất định phải trừ lại hơi thở cho người ta, bằng không người ta vạn nhất chó cùng rứt dậu, muốn tiêu diệt Thanh Đạo Môn ta thì toi mất. Theo thanh âm của Vương Âm Dương vứt dứt, hai nam tử mặc áo đay xuất hiện. Một hoàng giả cảnh, một tôn giả cảnh. Nam tử hoàng giả cảnh nhìn lướt qua đám người cổ kiếm trai, lập tức nói. Chỉ cần là hoàng giả cảnh, các ngươi có thể từng người lên một. Hoặc có thể cùng lên.
Nam tử áo đay còn lại như không thấy đám người cổ kiếm trai, nói thẳng. Không thích lãng phí thời gian, toàn bộ tôn giả cảnh lên đây. Trong sân ổ lên. Sau một thoáng yên lặng, đệ tử cổ kiếm trai động thủ. Minh Võ Thành. Cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra, Dương Diệp từ bên trong chạy ra, vừa chạy vừa cười to. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, thì ra. Thì ra cái đầu ngươi. Cổ chân nhân đột nhiên quát to. Lão tử chờ ngươi một ngày một đêm rồi, đừng nói nhiều, đi mau, hy vọng vẫn kịp. Dứt lời, tay phải cổ chân nhân vung lên, một cái khe không gian xuất hiện trong sân, sau đó cổ chân nhân trực tiếp túm Dương Diệp lên ném vào trong khe không gian. Thanh đạo môn. Lúc này dưới đăng vân thê, đám người cổ kiếm trai đang kịch chiến với lão tứ và lão tam của thanh đạo môn. Lão tam là hoàng giả cảnh. Đối thủ của hắn là Nạp Lan Anh, hai người đã chiến hồi lâu, Nạp Lan Anh rơi vào thế hạ phong, nhưng vẫn có thể chống đỡ được, có điều rất miễn cưỡng. Mà bên lão tứ, 20 cỗ thi thể đã nằm dưới đất, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai. Bùm! Một huyền giả tôn giả cảnh của cổ kiếm trai bay ngược ra sau, trên không trung, thân thể hắn lầm, một tiếng vỡ nát, hóa thành mưa máu đầy trời. Quá yếu! Nam tử áo đay lắc đầu, nói. Dương Diệp không tới, vậy các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mọi người cùng lên đi. Chậc chậc, đệ tử tôn giả cảnh của cổ kiếm trai đúng là thảm thật. Không ngờ không có bất kỳ một ai là đối thủ của lão tứ thanh đạo môn, hơn nữa mỗi người đều không chống đỡ qua nổi ba chiêu. Chậc chậc, chẳng lẽ trong tôn giả cảnh của cổ kiếm trai không lấy ra được một ai giỏi sao? Cứ phái những người này ra để chịu chết à? Sao lại không có? Dương Diệp đó không phải à? Dương Diệp, ngươi đừng nhắc tới hắn nữa, tham sống sợ chết mà thôi, nếu dám đến, hắn đã đến từ lâu rồi. Hiện tại vẫn chưa đến, chắc là sợ phải chết ở đây rồi. Ai, chỉ đáng tiếc cho những đệ tử cổ kiếm trai này, biết rõ không địch lại nhưng vẫn cứ nối đuôi nhau đi lên thí mạng. Đều là do tên Dương Diệp đó hại chết, bản thân không dám tới thanh đạo môn, vậy thì đừng con mẹ nó to mồm. Hiện tại thì hay rồi. To mồm xong không đến, sau đó để người cổ kiếm trai đi chịu chết, người như thế, lão tử khinh thường hắn. Có lẽ là thật sự bận gì đó thì sao, bởi vì này Dương Diệp nhìn thế nào cũng không giống như là một kẻ tham sống sợ chết. Hôm nay hắn mà tới, ta con mẹ nó sẽ ăn 10 cân cứt của ngươi. Đúng lúc này, không gian trước mặt nam tử vừa lên tiếng đột nhiên rung động kịch liệt, tiếp theo, không gian đó đột nhiên nứt ra một lỗ hổng. Sau đó, một nam tử từ trong bay ra. Mọi người sửng sốt. Đây là đâu thế? Nam tử nhìn lướt qua bốn phía, có chút ngây ngốc. Hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp. Trong sân, không biết ai đột nhiên chỉ vào nam tử rồi gầm lên, vẻ mặt hưng phấn, kích động. Dương Diệp. Ánh mắt mọi người toàn bộ hướng sang đây. Nam tử này tất nhiên chính là Dương Diệp, lúc này hắn quả thật vẫn có chút ngây ngốc. Bởi vì hắn vừa lao ra khỏi phòng, sau đó thì trời đất quay cuồng, tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở đây. Giống như là nhớ tới gì đó, Dương Diệp đột nhiên tóm lấy nam tử tên là Ninh Đào ở trước mặt hắn, nói. Giờ là lúc nào rồi? Ít hầu Ninh Đào giật giật, nói. Trời trời sắp sáng rồi. Đã sắp sáng rồi. Dương Diệp ngẩn người, sau đó biến sắc nói. Không xong, muộn mất rồi. Đám rùa đen của thanh đạo môn sẽ không cho rằng lão tử sợ bọn họ chứ. Thanh đạo môn đi hướng nào? Ninh Đào. Dương Diệp nhướng mày, hắn nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Trần Đông và Ngô Nham Trung. Nếu Dương Diệp hiện tại vẫn chưa biết mình đang ở đâu thì đúng là đầu óc có vấn đề. Ánh mắt Dương Diệp dừng ở trên thi thể đệ tử cổ kiếm trai nằm trên đất. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua mọi người của cổ kiếm trai đang ở đây, nói. Ta sẽ không nói xin lỗi, hôm nay cổ kiếm trai chúng ta ở đây chết bao nhiêu người, ta sẽ khiến thanh đạo môn trả gấp đôi, thế nào? Trầm mặc hồi lâu, một đệ tử cổ kiếm trai đứng dậy, sau đó nói. Nếu ngươi có thể làm được như vậy, sau này ta gọi ngươi là sư huynh, đồng thời sau này để ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó. Ta cũng vậy, tính cả ta nữa. Ta cũng thế. Dương Diệp tới muộn, mấy chục đệ tử cổ kiếm trai bỏ mạng. Trong lòng bọn họ tất nhiên có oán khí, tuy biết Dương Diệp có thể là bận gì đó, nhưng mấy chục đệ tử cổ kiếm trai đã chết là sự thật không thể tranh cãi. Có điều vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp,
oán khí trong lòng bọn họ cũng tiêu tán rất nhiều, dù sao hắn cũng đã tới. Trần Đông và Ngô Nham Trung đi tới trước mặt Dương Diệp, Trần Đông vỗ vỗ vai Dương Diệp, nói. Cẩn thận, thực lực của người đó trên Nam Kha Đồ. Ngô Nham Trung cũng nói. Chớ có lo lắng, bằng không, cổ kiếm trai chúng ta lần này không chỉ phải chết rất nhiều người, còn mất hết mặt mũi. Dương Diệp cười khẽ một tiếng, sau đó bước về phía lão tứ đó, nói. Trước khi ta đến, cổ chân nhân bảo ta giáo huấn người của Thanh Đạo Môn một chút là được rồi, tận lực dừng để xảy ra chết người. Dù sao ta đến là để giải quyết ân oán giữa ta và Thanh Đạo Môn. Vốn ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, ta cảm thấy ta phải thay đổi suy nghĩ rồi. Không cần thay đổi, bởi vì ngươi không có cơ hội thực hiện đâu. Lão tứ cũng chậm rãi bước về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên mấp máy, tiếp theo, một thanh kiếm cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm rất lớn, so với hắn còn dài hơn, về phần độ rộng, ước chừng phải gần 50 cm. Nhìn thấy thanh cự kiếm này, Dương Diệp hơi sửng sốt, bởi vì hắn nhìn nó rất quen. Lúc này, thanh âm cổ chân nhân đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đây là chùy tử đã được cải tạo của ngươi, ta cho thêm mấy trăm loại tài liệu vào trong nó. Kiếm này không chỉ vẫn giữ công hiệu vốn có của chùy, còn có thể tăng cường kiếm khí của ngươi. Ngoài ra thì không có công hiệu gì khác, có điều đối với ngươi mà nói, kiếm này chắc là vô cùng thích hợp với ngươi. Bởi vì vừa có thể dùng như kiếm, vừa có thể bổ như chùy. Chỉ đáng tiếc, không có khí linh thích hợp, bằng không hiệu quả sẽ lớn hơn nữa. Nghe vậy, Dương Diệp mừng lắm. Man thần chùy vốn đã không tồi, bởi vì có thể tăng cường lực lượng nhục thân. Hơn nữa bản thân nó còn nặng như núi, người bình thường căn bản không nhấc lên nổi. Nhưng chỗ thiếu sót duy nhất chính là không thể sử dụng như kiếm. Đương nhiên, đến loại cảnh giới này của hắn, bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng làm kiếm, nhưng, bản thân man thần chùy này không phải để kiếm tu sử dụng, bởi vậy, nó căn bản không thể chịu tải kiếm khí. Hơn nữa, cho dù có thể chịu tải, nhưng cầm một cái chùy mà. Dùng như kiếm, khi giao chiến với người khác. Vậy sẽ khó chịu thế nào? Dù sao giữa kiếm và chùy cũng có khác biệt rất lớn. Mà hiện tại thì tốt rồi, man thần chùy này được cải tạo thành kiếm, không chỉ có thể dùng làm kiếm, còn có thể đập như chùy, đúng như cổ chân nhân nói, thứ này hiện tại quả thật rất thích. Hợp với hắn. Sau này gọi người là man thần kiếm nhé. Dương Diệp cười ha ha, tay phải cầm chuôi man thần kiếm vừa vào tay, thân thể của Dương Diệp toàn bộ cong xuống. Man thần kiếm trong tay hắn thì thiếu chút nữa rơi xuống. Dương Diệp kinh, bởi vì man thần kiếm này nặng quá, không phải nặng bình thường. Ngươi không phải ngay cả kiếm cũng không cầm nổi chứ. Lúc này, khóe miệng lão tứ lộ ra vẻ châm chọc, nói. Dương Diệp không để ý tới hắn, tay nắm chặt chuôi kiếm, sau đó đột nhiên nhấc kiếm lên, nhưng vẫn rất cố sức, loại tình huống này, đừng nói là chiến đấu, cho dù là có đi được hai bước hay không cũng là vấn đề. Cổ chân nhân rốt cuộc bỏ thêm tài liệu gì vào trong kiếm thế? Dương Diệp túa mồ hôi lạnh, lực lượng nhục thân hiện tại của hắn khủng bố cỡ nào? Chính là tương đương với yêu thú bán thánh trung cấp, mà hắn dùng một tay lại không thể nhấc được thanh kiếm này lên, đùa gì thế? Ta không có thời gian để lãng phí ở đây với ngươi. Cổ tay lão tứ khẽ động, một cây trường côn màu vàng xuất hiện trong tay hắn, cổ tay nhẹ nhàng rung lên. Trường côn màu vàng trong tay mang theo côn ảnh đầy trời đập về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay trái đánh ra một quyền về trước mặt. Quyền ra, một đạo quyền kình chấn động tuôn trào, không gian lập tức dập dềnh như sóng, mà côn ảnh đầy trời của lão tứ dưới sự chấn động của quyền kình này cũng tiêu tán vô tung vô ảnh. Nhưng mà vào khoảnh khắc côn ảnh biến mất, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chợt lóe lên, tiếp theo, một cây trường côn màu vàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay trái lại đánh ra một quyền, trực tiếp đánh lên mũi côn. Bùm! Quyền côn va chạm, một tiếng nổ vang vọng trong sân, nháy mắt, một cỗ cự lực từ trong côn truyền vào quyền đầu Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, liên tục lui ra sau, lui tới gần 10 bước mới dừng lại được. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người bên cổ kiếm trai trầm xuống, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ. Nhục thân của Dương Diệp có thể so với yêu thú bán thánh lực lượng đó khủng bố cỡ nào. Nhưng mà côn của gậy gộc không ngờ có thể đẩy lùi hắn. Dương Diệp cau mày, nhìn xuống quyền đầu của mình, trên nắm tay của hắn không ngờ xuất hiện một vết lõm.
Côn này có gì đó cổ quái. Ánh mắt Dương Diệp chiếu lên trên côn, lúc trước cây côn này chính là trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này khiến cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng, bởi vậy hắn mới bị đẩy lui. Đối diện Dương Diệp, trong mắt Lão Tứ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, một lúc sau, hắn trầm giọng nói. Không hổ là người có thể giết Nam Kha Đồ và Ảnh Tử, không có kiếm vực gì đó, chỉ bằng vào nhục thân này của ngươi, ở Bắc Giới, trong tôn giả cảnh. Có thể là đối thủ của ngươi chắc không có quá 5 người. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, nói. Hai người chúng ta nếu không đánh sinh tử thì chắc phải đánh tới mấy ngày mấy đêm. Ta tin, ngươi không có nhiều thời gian như vậy, mà ta cũng thế. Một chiêu định sinh tử, ngươi cảm thấy sao? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn ngọn núi bồng bềnh nơi chân trời, sau đó nói. Ngươi là người lợi hại nhất trong tôn giả cảnh của Thanh Đạo Môn à? Lão Tứ lắc đầu, nói. Chỉ được tính là thứ hai, nhưng chắc đủ để giết ngươi rồi. Trước kia rất nhiều người đều nói với ta như vậy, có điều bọn họ chết hết rồi. Dương Diệp nói. Trên mặt Lão Tứ đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Ta cảm thấy lần này người chết phải là ngươi. Vậy ngươi cứ thử xem. Dương Diệp nói. Ha ha. Lão Tứ đột nhiên bay lên trời, hắn từ trên không trung nhìn xuống Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi không phải có nhục thân rất cường hãn sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới gọi là lực lượng nhục thân. Dứt lời, trường côn màu vàng trong tay Lão Tứ đột nhiên chấn về phía Dương Diệp. Theo sự chấn động này, trường côn màu vàng trong tay Lão Tứ đột nhiên biến ảo, tiếp theo, một con cự long màu vàng dài rộng gần ngàn trượng xuất hiện ở chân trời. Khí linh thần long. Ở bên cạnh, trong mắt Trần Đông đầy vẻ khiếp sợ. Gừ. Cự long đột nhiên gầm to một tiếng, một cỗ uy áp khủng bố từ chân trời ập xuống, vô số người ở trong sân bị cỗ uy áp này chấn cho nằm bẹp xuống đất không ngừng run rẩy. Dương Diệp, lực lượng của ngươi không phải rất lợi hại sao? Đến đây, tỉ thí với thần long đi. Lão Tứ nhìn Dương Diệp với vẻ dữ tợn, ánh mắt điên cuồng. Rồng. Nhìn con quái vật lớn ở phía chân trời, Dương Diệp hơi ngẩn ra. Mình sợ rồng à? Phải là rồng sợ mình mới đúng chứ. Thực lực của tổ long mạnh cỡ nào? Dương Diệp không rõ, nhưng hắn biết, thực lực của tổ long tuyệt đối mạnh hơn cường giả thánh giả cảnh bình thường. Mà con rồng trước mắt này tuy rằng cũng cường hãn, nhưng rõ ràng chưa đạt tới thánh giả, nhiều lắm cũng chỉ là bán thánh. Yêu thú là một chủng tộc đặc biệt chú ý huyết mạch, đặc biệt là ở cùng tộc. Trừ phi thực lực của bản thân yêu thú có thể siêu việt tổ tiên, máu của bản thân biến đổi, bằng không. Yêu thú của bản tộc chắc chắn bị huyết mạch của tổ tiên mình khắc chế. Bởi vì yêu thú nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cái dựa vào là chính là huyết mạch bản thân. Dương Diệp, đến đây, đo lực lượng nhục thân với thần long đi. Chân trời, Lão Tứ cười gằn nói. Gâu! Lão Tử vừa dứt lời, cự long gầm to một tiếng với Dương Diệp, một cỗ long uy khủng bố ép về phía Dương Diệp. Long uy đi qua đâu, không gian đều bị ép cho biến thành hình dạng quỷ dị. Thanh thế vô cùng khiếp người. Gầm á, mỗi người biết gầm thôi à. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, há miệng, sau đó đột nhiên gầm lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cự long ở chân trời không ngờ bị tiếng gầm này của Dương Diệp trực tiếp khiến cho rơi xuống. Cự long rơi xuống đất, trực tiếp đập ra một hố sâu cực lớn, nó nằm sấp trong hố, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như gặp phải chuyện gì đó cực kỳ khủng bố. Một màn này khiến cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Dương Diệp tung người nhảy lên, đi tới trên đầu cự long, bị Dương Diệp giẫm trên dầu, trong mắt cự long hiện lên một tia giận dữ, muốn phát huy, mà lúc này, chân phải Dương Diệp giẫm một cái. Dầm! Cự long lõm xuống dưới mấy chục trượng. Không chỉ như vậy, cự long còn phát ra những tiếng rên rỉ. Đây là rồng à, đây là thần long cao nhất trong truyền thuyết sao? Nhìn cự long nằm trên mặt đất. Để mặc Dương Diệp tùy ý dẫm đạp, mọi người trong sân có chút ngây ngốc, bao gồm cả Lão Tứ và Lão Tam đã dừng chiến đấu của Thanh Đạo Môn ở bên cạnh, còn cả Vương Âm Dương nữa. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Dương Diệp giẫm trên đầu cự long, từ trên cao nhìn xuống cự long, trong mắt không mò chút tình cảm nào. Là thần long, nó sao có thể thần phục nhân loại? Tuy hắn giúp Lão Tứ đó, nhưng cũng chỉ là làm khí linh, đối phương muốn nó hỗ trợ. Cũng cần phải trả một cái giá cực lớn. Mà nhân loại trước mắt này không ngờ muốn mình thần phục.
sao có thể như vậy chứ? Gừ, Cự Long há miệng giống to, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Mà đúng lúc này, chân phải Dương Diệp nhấc lên, sau đó đột nhiên hạ xuống. Dầm một tiếng, long lân của Cự Long này lập tức nứt ra, mà cùng lúc đó, Cự Long lại lõm xuống mấy chục trượng. Có điều bởi vì nó do hình thể to lớn nên Dương Diệp vẫn còn ở trên mặt đất. Gào! Từ dưới đất truyền đến tiếng kêu rên và tiếng gầm không cam lòng của Cự Long. Nó cũng muốn động thủ, nhưng lại bị uy áp nào đó trấn áp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Cự Long nói. Muốn ngươi thần phục chính là nể mặt ngươi rồi, loại mặt hàng như ngươi, trước kia ta giết chán rồi. Lần cuối cùng, hoặc là thần phục, hoặc là chết cho ta. Nói xong, chân Dương Diệp bắt đầu dùng sức. Theo đó, long lân của Cự Long này bắt đầu nứt toác. Máu tươi phun ra như suối. Càn rỡ. Đúng lúc này, lão tứ ở bên cạnh phục hồi tinh thần, tung người nhảy lên đi tới chân trời, sau đó song trưởng chập vào nhau, đột nhiên chấn về phía Dương Diệp. Đại diễm hỏa trưởng. Dứt lời, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập chân trời, tiếp theo, hỏa diễm này biến ảo, rất nhanh liền biến thành một hỏa diễm cự trưởng dài rộng mấy trăm trượng, cự trưởng yên lặng trong không trung một thoáng rồi tiếp theo đột nhiên từ chân trời hạ xuống. Hỏa diễm cự trưởng đi qua đâu, không gian bị xé ra thành từng mảnh nhỏ tới đó, một hố đen không gian cực lớn xuất hiện hiện ở chân trời, vô cùng khiếp người. Ít nhất cũng là huyền kỹ tiên cấp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám lơ là và khinh địch, cổ tay khẽ động, một thanh huyền kiếm đạo cấp xuất hiện trong tay hắn, kiếm vào tay, huyền khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt trở nên cuồn cuộn, sau đó ùa vào trường kiếm trong tay. Nhân kiếm hợp nhất. Chân phải Dương Diệp đột nhiên dẫm lên Cự Long, cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên cao. Trong ánh mắt mọi người, đạo kiếm quang do Dương Diệp hóa thành đánh vào hỏa diễm cự trưởng khổng lồ, yên lặng một thoáng, đạo kiếm quang trực tiếp xé rách bàn tay lửa cực lớn đó. Bàn tay lửa trực tiếp vỡ nát, từng đạo sóng khí không ngừng khuếch tán, phủ kín chân trời. Sau hỏa diễm truyền đến những tiếng kiếm vang và kiếm nổ, nhưng rất nhanh, thanh âm tiêu tán. Tiếp theo, một bóng người từ trên chân trời rơi xuống. Đó là lão tứ của Thanh Đạo Môn. Kiếm quang lóe lên, Dương Diệp một lần nữa hạ xuống đỉnh đầu Hoàng Kim Cự Long. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua Lão Tam và Vương Âm Dương ở bên cạnh, nói. Người tiếp theo. Ong. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, kiếm trong tay vô số đệ tử cổ kiếm trai không nhịn được phát ra những tiếng kiếm vang, đó là do cảm nhận được tâm tình vui sướng của chủ nhân mà bất giác phát ra. Ở bên cạnh, huyền giả đến từ các nơi lúc này cũng không nhịn được mà hò hét ủng hộ Dương Diệp. Cái gì là kiếm tu? Đây là kiếm tu, đây là kiếm tu. Lợi hại. Đúng rồi, Ninh Đào vừa rồi đâu rồi? Hắn không phải nói Dương Diệp này tới thì hắn sẽ ăn 10 cân cứt sao? Người đâu rồi? Ninh Đào ra đây, ăn cứt của lão tử đi. Ninh Đào. Vương Âm Dương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nếu không vì cảnh giới của ta cao hơn ngươi, ta thật sự cũng muốn luận bàn với ngươi một phen, không chỉ luận bàn thực lực, luận bàn trên giường cũng được. Nói xong còn liếc mắt đưa tình với Dương Diệp. Dương Diệp dùng mình, nói. Nam không ra nam nữ, nữ không ra nữ có lẽ không phải do lỗi của ngươi, nhưng ngươi làm người khác kinh tởm thì chính là ngươi không đúng. Phì. Xa xa, một số người không nhịn được bật cười, nhưng mà rất nhanh. Thanh âm của bọn họ im bặt, bởi vì đầu bọn họ đã bay ra ngoài. Mọi người hoảng hốt, bao gồm cả đệ tử cổ kiếm trai, bởi vì rất nhiều người trong bọn họ căn bản không thấy rõ Vương Âm Dương này xuất thủ thế nào. Vương Âm Dương nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi nói gì, có gan thì nói lại một lần đi. Dương Diệp cúi đầu nhìn Cự Long, sau đó nói. Chờ khi ta quay lại, ngươi vẫn chưa cho ta một câu trả lời thuyết phục thì ta lập tức sẽ khiến ngươi biến thành rồng chết. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đó Vương Âm Dương, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nói. Bán thánh thì hay lắm à. Dứt lời, Dương Diệp tung người nhảy lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh về phía Vương Âm Dương. Hắn tất nhiên không sợ Cự Long đào tẩu, lúc này đối phương dưới uy áp của huyết mạch hắn, đừng nói là đi, muốn động đẩy cũng không nổi. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ với Vương Âm Dương, trong sân ồ lên. Tất cả mọi người không ngờ Dương Diệp lại ra tay với Vương Âm Dương, bao gồm cả đám người cổ kiếm trai. Trời ơi, Vương Âm Dương đó là cường giả bán thánh,
hơn nữa từng dùng thực lực tôn giả cảnh đánh chết bán thánh đó. Dương Diệp này dám ra tay với hắn, không phải là điên rồi chứ? Đám người Trần Đông cũng cau mày, bọn họ cảm thấy Dương Diệp quá xung động. Dương Diệp rất mạnh, chiến lực có thể dùng từ biến thái để hình dung, nhưng Vương Âm Dương là bán thánh. Giữa bọn họ chênh lệch 2 cấp, hơn nữa Vương Âm Dương này cũng là biến thái siêu cấp có thể chiến đấu vượt cấp. Vương Âm Dương cũng hơi ngẩn ra, hắn cũng không ngờ Dương Diệp này lại trực tiếp ra tay với hắn. Sau khi phục hồi tinh thần, sắc mặt Vương Âm Dương lập tức trở nên dữ tợn, đây là đang miệt thị hắn. Người đã muốn chết, vậy lão nương sẽ thanh toàn cho ngươi. Thanh âm của Vương Âm Dương đột nhiên biến thành giọng nữ. Thanh âm vừa dứt, hai tay Vương Âm Dương nhẹ nhàng điểm về phía trước, một lưới tơ màu sắc rực rỡ từ trong lòng bàn tay hắn bắn về phía Dương Diệp. Đỉnh tổ chặn trên kiếm quang của Dương Diệp, hai cái rung lên, tiếp theo, một tiếng nổ vang vọng, một đạo sóng khí cường đại đột nhiên khuếch tán ra. Kiếm quang tan đi, Dương Diệp liên tục lui ra sau. Thiên Tuyệt kiếm lần đầu tiên thất bại. Nếu có kiếm ý thì tốt quá. Dương Diệp khẽ thở dài, uy lực của Thiên Tuyệt kiếm tất nhiên không thể yếu như vậy, sở dĩ bị đối phương đánh lui, chủ yếu là vì hắn không có kiếm ý gia trì. Bất kể là Thiên Tuyệt kiếm hay là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, không có kiếm ý gia trì, uy lực ít nhất sẽ yếu hơn một nửa. Kiếm ý thiên cấp tam trọng, lại được gia trì kiếm kỹ, uy lực không phải là chỉ đề thăng một chút. Ngươi chọc giận ta thành công rồi đó. Vương Âm Dương sắc mặt âm trầm bước về phía Dương Diệp. Hôm nay, tất cả đệ tử cổ kiếm trai ở đây một tên cũng đừng hòng chạy được. Từ lúc thành danh tới giờ, hắn chưa bao giờ bị người ta vũ nhục như vậy, cho dù là bán thánh cao cấp ở trước mặt hắn cũng không dám nói hắn sai, mà Dương Diệp trước mắt này không ngờ ở trước mặt nhiều người vũ nhục hắn. Lúc này, cho dù là cường giả thánh giả cảnh của Thanh Đạo Môn cũng không cản được ý đồ giết chóc trong lòng hắn. Nhìn thấy Vương Âm Dương bước về phía Dương Diệp, Thạch Tam Thủy ở bên cạnh hơi biến sắc, đang muốn xuất thủ ngăn cản đối phương, nhưng mà đúng lúc này, trong sân đột nhiên có tiếng kiếm vang. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Dương Diệp đã bay lên trời, chung quanh hắn 100 thanh huyền kiếm đạo cấp đang bồng bềnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Thạch Tam Thủy trầm xuống, nếu là Vương Âm Dương chủ động xuất thủ, hắn tất nhiên có lý do để ngăn cản, nhưng nếu là Dương Diệp chủ động xuất thủ, hắn không có lý do gì để cản cả. Mà một khi hắn xuất thủ, Thanh Đạo Môn tất nhiên sẽ có cường giả ngăn cản hắn. Vương Âm Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Nào để ta xem, rốt cuộc là thứ gì cho ngươi quyết tâm mà dám khiêu chiến ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay vẫy một cái, nói. Chư vị sư huynh đệ, cho mượn kiếm dùng một chút. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, trong sân đột nhiên vang lên mấy ngàn tiếng kiếm vang. Tiếp theo, mấy ngàn thanh huyền kiếm phóng lên cao. Kiếm đệ tử cổ kiếm trai ở đây sử dụng sao có thể là vật phàm. Tất cả huyền kiếm cơ hồ toàn là đạo cấp. Nếu là người khác, khống chế mấy ngàn thanh huyền kiếm có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng đối với hắn, đừng nói mấy ngàn thanh, cho dù là vạn thanh cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mấy ngàn thanh huyền kiếm phóng lên cao, cuối cùng hóa thành từng đạo kiếm quang xoay chung quanh Dương Diệp, tuy rằng không có kiếm ý gia trì. Nhưng uy lực kiếm quang bộc phát ra lại tuyệt không yếu. Kiếm thế cường đại từ chân trời chút xuống, đệ tử cổ kiếm trai còn đỡ, có thể dựa vào kiếm ý của bản thân để chống cự, nhưng những huyền giả đang quan chiến ở bên cạnh thì không chịu nổi, ai nấy thân thể run rẩy. Có thể nói, kiếm thế của Dương Diệp lúc này tuyệt không yếu hơn so với Cổ Long Uy lúc trước. Vương Âm Dương nói, kỹ thuật khống chế kiếm kỹ không tồi, có điều... Người nếu muốn dùng những thanh kiếm nát này để đánh bại ta thì ta chỉ có thể nói rằng người đang mơ mộng hão huyền đó. Nói xong hắn từ trên không trung bước về phía Dương Diệp, vừa đi vừa nói. Ta nghe nói lúc trước ngươi dùng xích dâm thú để vũ nhục man phách. Được, hay lắm, ngươi yên tâm, lát nữa ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của xích dâm thú. Một kích. Dương Diệp vươn tay ra chỉ vào Vương Âm Dương, nói. Một kích này nếu không giết được ngươi, tên của Dương Diệp ta sẽ vết ngược. Một kích, ha ha. Vương Âm Dương đột nhiên phá lên cười, thanh âm của hắn có chút quái dị, một hồi thì giọng nam, một hồi thì giọng nữ, hơn nữa bén nhọn chói tai, vô số người trong sân nghe vào mà khó chịu đến cực điểm. Cười một hồi, hắn chỉ vào Dương Diệp nói. Một kích, quả là chuyện cười nực cười nhất vạn năm qua. Nói đến đây. Trong mắt hắn lộ ra vẻ dữ tợn và điên cuồng.
Ở Thanh Châu này, trừ thánh giả, không ai có thể giết được ta, cho dù là thánh giả, cũng không thể một kích giết ta, huống chi con kiến tôn giả cảnh như ngươi. Ta nói với ngươi nhé, ta. Câm miệng đi, lão tử nghe ngươi nói mà cả người nổi hết cả da gà rồi đây này. Dương Diệp nói xong, huyền kiếm chung quanh hắn đột nhiên phát ra những tiếng kiếm vang, tiếp theo vô số đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã bao phủ Vương Âm Dương và bản nhân hắn. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, bọc lấy hai người như cái bánh trưng. Con kiến, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới là thiên tài chân chính. Trong kiếm quang vang lên thanh âm bén nhọn của Vương Âm Dương. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, khí tức trong kiếm quang lập tức bị ngăn cách, bất kỳ ai cũng không thể tra ra. Kiếm vực à, hôm nay ta sẽ phá kiếm vực này của ngươi, để ngươi. A, à, phập. Trong kiếm quang, Vương Âm Dương vốn đang nói đột nhiên kêu lên thảm thiết, tiếp theo, thanh âm của hắn im bặt. Bên ngoài, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào kiếm quang đó. Một lúc sau, kiếm quang đột nhiên tan đi, sau đó bay vào trong hộp kiếm của chủ nhân chúng, cùng lúc đó, một bóng người từ chân trời rơi xuống. Đó là Vương Âm Dương. Khi sắp chạm đất, một trận gió mát thổi tới, thi thể của Vương Âm Dương lập tú cu hóa thành cho bụi phiêu tán trong không trung. Tĩnh lặng. Bán thánh Vương Âm Dương cứ như vậy mà chết. Vương Âm Dương từng chạm sát bán thánh cao cấp cứ như vậy bị một huyền giả tôn giả cảnh giết. Giết người vượt cấp không phải là khó, đặc biệt đối với những thiên tài này mà nói. Nhưng, thiên tài giết thiên tài có thể giết người vượt cấp vậy thì càng khủng bố hơn. Mà Vương Âm Dương này chính là thuộc về loại tồn tại này, khi người ta ở tôn giả cảnh đã có thể giết bán thánh. Mà hiện tại, hắn là bán thánh, vậy khủng bố cỡ nào chứ? Nhưng, hắn lại bị một tôn giả cảnh giết chết. Đám người cổ kiếm trai cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không ngờ, Dương Diệp có thể giết chết Vương Âm Dương này. Tuy rằng không biết Dương Diệp giết như thế nào, nhưng điều này đối với người của cổ kiếm trai mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một chuyện tốt. Vô số đệ tử cổ kiếm trai reo mừng. Tiếng kiếm vang vọng chín tầng trời. Cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước? Cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn? Chính là đây. Trong sân, có người thở dài nói. Các ngươi nói, Dương Diệp này và Lục Uyển Nhi đó là ai lợi hại hơn? Chắc là Lục Uyển Nhi rồi, lúc này Lục Uyển Nhi chắc đã là kiếm ý thiên cấp tam trọng, kiếm ý Dương Diệp thì nhất trọng cũng chưa tới. Ta cũng cảm thấy Lục Uyển Nhi lợi hại hơn, Lục Uyển Nhi là không linh kiếm thể, đó chính là trời sinh để luyện kiếm. Có điều Dương Diệp này cũng không kém. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi hạ xuống đầu rồng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn bồng bềnh nơi chân trời, nói. Thanh đạo môn còn ai nữa? Còn ai nữa? Còn ai nữa? Vô số đệ tử cổ kiếm trai đồng thanh hét to, thanh âm chấn động thiên địa, mãi lâu sau vẫn vang vọng. Một lúc sau, một lão già mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp rùng mình, bởi vì lão già áo bào trắng này là thánh giả. Ngươi giết hắn như thế nào? Lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Thực lực Dương Diệp rất mạnh, mạnh vô cùng, nhưng cho dù là hắn thi triển kiếm vực, cũng không thể chạm sát Vương Âm Dương. Lúc trước Dương Diệp thi triển kiếm vực, lúc đầu lão cho rằng đây là Dương Diệp đang liều chết đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, hắn thi triển kiếm vực kỳ thật là để che giấu tình huống bên trong, nói cách khác, Dương Diệp có thể còn có con bài chưa lật gì khác. Hắn quá yếu nên bị giết thôi, không thể trách ta được. Dương Diệp nói, khóe mắt lão già áo bào trắng giật giật, một lúc sau, lão nói. Được, hay lắm, cổ kiếm trai trước có Lục Uyển Nhi, hiện tại lại có ngươi, xem ra cổ kiếm trai ngươi thật sự sắp quật khởi rồi. Nói xong. Lão nhìn về phía cự long đang nằm trong hố, sau đó nói. Còn một điểm khiến ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao có thể tiến hành uy áp huyết mạch đối với thần long này? Ngươi đoán xem. Dương Diệp tất nhiên sẽ không nói với đối phương trên người hắn có máu của tổ long, nói đùa à, người phách lối bình thường sẽ chết rất nhanh. Ngươi có quan hệ gì với long tộc của Trung Thổ Thần Châu? Lão già áo bào trắng trầm giọng nói. Năm đó tổ sư Thanh Đạo Môn sợ Thanh Đạo Môn có người làm việc thiên tư, bởi vậy định ra một quy định, phàm là người vượt qua hai cửa nghị lực và tâm tính lập tức có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Đạo Môn, mà nếu qua được của thực lực thì lập tức có thể trở thành đệ tử nội môn,
nếu qua được cửa Vân Tâm thì lập tức có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn. Phàm là người của Thanh Đạo Môn, bất kỳ ai cũng không được trái với quy định trên. Khóe miệng Trần Đông đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, nói. Ngươi nói xem, nếu hắn vượt qua được của Vân Tâm, sắc mặt của Thanh Đạo Môn liệu có dễ coi không? Nếu không xông qua được của Vân Đạo thì sao? Ngô Nham Trung bỗng nhiên nói. Không thể. Trần Đông lắc đầu, nói. Ta tuy rằng không biết cửa này rốt cuộc là gì, nhưng ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không dùng trước cửa này, có thể tưởng tượng nó khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, từ tổ sư của Thanh Đạo Môn cho tới giờ, chưa từng có ai xông qua được cửa này, tuy Dương Diệp hắn yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng ta không cho rằng sự yêu nghiệt của hắn đến mức có thể vượt qua yêu nghiệt thiên tài các đời của Thanh Đạo Môn. Nói cũng đúng. Ngô Nham Trung gật đầu, đột nhiên nói. Ngươi nói xem, nếu Dương Diệp thật sự vượt qua được cửa Vân Tâm, sau đó hắn gia nhập Thanh Đạo Môn, vậy chúng ta có phải là tiền mất tật mang không? Trần Đông. Đăng Vân Thê tổng cộng có 5 cửa, phân biệt là nghị lực, tâm tính, thực lực, Vân Tâm, Vân Đạo. Hai cửa trước của 5 cửa kỳ thật không có liên quan gì tới thực lực bản nhân, cho dù là một người bình thường cũng có thể trèo lên được, bởi vì cái nó khảo nghiệm là nghị lực và tâm tính của một người. Cho dù là một người bình thường, hắn có lẽ không có thực lực, nhưng nhất định sẽ có nghị lực và tâm tính, chỉ yếu hay mạnh mà thôi. Đáng để nói nhất là, bên trên Đăng Vân Thê này, ở hai cửa đầu tiên, thực lực cá nhân của bản thân sẽ không thể phát huy, bởi vì nếu có thể mượn thực lực, vậy thí nghiệm này không có bất kỳ giá trị gì nữa. Dương Diệp vừa bước lên Đăng Vân Thê, một cỗ áp lực trầm trọng đã ép lên người hắn, cùng lúc đó, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên người hắn lúc này giống như bị hạ cấm chế vậy. Huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt chết lặng, bất kể hắn có thúc giục như thế nào cũng không động đậy. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, theo hắn cứ thế đi lên, áp lực đè trên người cũng càng lúc càng nặng, nhưng hắn không dừng bước, không chỉ như vậy, ngược lại còn càng đi càng nhanh. Cửa thứ nhất của Đăng Vân Thê này tổng cộng có 108 bậc thềm đá, lúc trước Thanh Đạo Phu phá kỷ lục nhanh nhất từ trước tới nay của Thanh Đạo Môn. Chỉ mất không đến 30 hơi thở đã bước xong 108 thềm đá, các ngươi nói xem, Dương Diệp này có thể phá được kỷ lục của hắn không? Chắc không thể đâu, với tốc độ hiện tại, nếu muốn đi hết 108 thềm đá, ít nhất phải mất khoảng 100 hơi thở. Các ngươi nhìn kìa, hắn đẩy nhanh tốc độ rồi, nhìn đi, càng lúc càng nhanh, mẹ ơi, hắn đang chạy kìa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Dương Diệp không ngờ đang một đường chạy như điên trên Đăng Vân Thê. Lúc này, tất cả mọi người sợ tới ngây người, bao gồm cả đám người Trần Đông. Rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đã đi hết 108 bậc thềm. 21 hơi thở. Trong sân vang lên những tiếng hít thở đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào vậy? Ở bên cạnh, đối với Dương Diệp, mọi người kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn giống như là ngang trời xuất hiện. Đối với thực lực của hắn, mọi người đều biết là rất mạnh. Mạnh vô cùng, cũng rất thần bí. Bởi vậy, bọn họ đều tận hết khả năng để đánh giá cao thiên phú và thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ hình như vẫn còn xem nhẹ. Lúc trước khi Thanh Đạo Phu vượt qua cửa tâm tính thứ hai này chỉ dừng lại 20 hơi thở, các ngươi nói xem, Dương Diệp này sẽ dừng lại bao lâu? Ít nhất cần 40 hơi thở. Nghị lực của hắn rất mạnh, nhưng tâm tính thì có lẽ không mạnh như vậy. Nếu hắn lần này cũng phá được kỷ lục của Thanh Đạo Phu, ha ha, vậy thì vui rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp sải bước về phía trước, tiến vào cửa thứ hai, cũng chính là cửa tâm tính. Dương Diệp vừa đặt chân xuống đất, lập tức cảnh tượng chung quanh liền biến ảo. Bình nguyên, trời xanh thăm thẳm, mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi toàn là chân tay cụt và thi thể. Cách trước mặt Dương Diệp mấy trăm trượng, kỵ binh đứng chi chít. Mỗi một kỵ binh đều là hoàng giả cảnh, có gần cả trăm vạn. Khôi giáp của những kỵ binh này toàn bộ là màu đỏ, sát ý từ trên người tỏa ra còn sắc bén khủng bố hơn cả ý cảnh sát ý. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt bọn họ là sát ý vô tận. Giết! Trăm vạn người trong sân hét lên giận dữ, thanh âm giống như muốn xé rách đại địa, muốn chấn vỡ thương thiên, uy thế vô cùng khủng bố. Giết! Thanh âm vừa dứt. Trăm vạn kỵ binh xông về phía Dương Diệp, trăm vạn kỵ binh đồng thời lao ra, đó là khí thế gì? Dưới loại tình huống này,
cho dù là một bán thánh cao cấp chỉ sợ cũng sẽ bị những kỵ binh này trấn áp tới chết. Chân thật, vô cùng chân thật. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Năm đó tổ sư Thanh Đạo Môn sợ Thanh Đạo Môn có người làm việc thiên tư, bởi vậy định ra một quy định, phàm là người vượt qua hai cửa nghị lực và tâm tính lập tức có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Đạo Môn, mà nếu qua được của thực lực thì lập tức có thể trở thành đệ tử nội môn, nếu qua được cửa vân tâm thì lập tức có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn. Phàm là người của Thanh Đạo Môn, bất kỳ ai cũng không được trái với quy định trên. Khóe miệng Trần Đông đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị, nói. Ngươi nói xem, nếu hắn vượt qua được của vấn tâm, sắc mặt của Thanh Đạo Môn liệu có dễ coi không? Nếu không xông qua được của vấn đạo thì sao? Ngô Nham Trung bỗng nhiên nói. Không thể. Trần Đông lắc đầu, nói. Ta tuy rằng không biết cửa này rốt cuộc là gì, nhưng ngay cả Thanh Đạo Phu cũng không dùng trước cửa này, có thể tưởng tượng nó khủng bố đến mức nào. Hơn nữa, từ tổ sư của Thanh Đạo Môn cho tới giờ, chưa từng có ai xông qua được cửa này. Tuy Dương Diệp hắn yêu nghiệt đến cực điểm, nhưng ta không cho rằng sự yêu nghiệt của hắn đến mức có thể vượt qua yêu nghiệt thiên tài các đời của Thanh Đạo Môn. Nói cũng đúng. Ngô Nham Trung gật đầu, đột nhiên nói. Ngươi nói xem, nếu Dương Diệp thật sự vượt qua được cửa vấn tâm, sau đó hắn gia nhập Thanh Đạo Môn, vậy chúng ta có phải là tiền mất tật mang không? Trần Đông. Đăng Vân Thê tổng cộng có 5 cửa, phân biệt là nghị lực, tâm tính, thực lực, vấn tâm, vấn đạo. Hai cửa trước của 5 cửa kỳ thật không có liên quan gì tới thực lực bản nhân, cho dù là một người bình thường cũng có thể trèo lên được, bởi vì cái nó khảo nghiệm là nghị lực và tâm tính của một người. Cho dù là một người bình thường, hắn có lẽ không có thực lực, nhưng nhất định sẽ có nghị lực và tâm tính, chỉ yếu hay mạnh mà thôi. Đáng để nói nhất là, bên trên Đăng Vân Thê này, ở hai cửa đầu tiên, thực lực cá nhân của bản thân sẽ không thể phát huy, bởi vì nếu có thể mượn thực lực, vậy thí nghiệm này không có bất kỳ giá trị gì nữa. Dương Diệp vừa bước lên Đăng Vân Thê, một cỗ áp lực trầm trọng đã ép lên người hắn. Cùng lúc đó, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, trên người hắn lúc này giống như bị hạ cấm chế vậy. Huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt chết lặng, bất kể hắn có thúc giục như thế nào cũng không động đậy. Trầm ngâm một thoáng, Dương Diệp bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Theo hắn cứ thế đi lên, áp lực đè trên người cũng càng lúc càng nặng, nhưng hắn không dừng bước, không chỉ như vậy. Ngược lại còn càng đi càng nhanh. Cửa thứ nhất của Đăng Vân Thê này tổng cộng có 108 bậc thềm đá, lúc trước Thanh Đạo Phu phá kỷ lục nhanh nhất từ trước tới nay của Thanh Đạo Môn, chỉ mất không đến 30 hơi thở đã bước xong 108 thềm đá, các ngươi nói xem, Dương Diệp này có thể phá được kỷ lục của hắn không? Chắc không thể đâu, với tốc độ hiện tại, nếu muốn đi hết 108 thềm đá, ít nhất phải mất khoảng 100 hơi thở. Các ngươi nhìn kìa, hắn đẩy nhanh tốc độ rồi, nhìn đi, càng lúc càng nhanh, mẹ ơi, hắn đang chạy kìa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy lúc này Dương Diệp không ngờ đang một đường chạy như điên trên Đăng Vân Thê. Lúc này, tất cả mọi người sợ tới ngây người, bao gồm cả đám người Trần Đông. Rất nhanh, trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp đã đi hết 108 bậc thềm. 21 hơi thở. Trong sân vang lên những tiếng hít thở đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc yêu nghiệt cỡ nào vậy? Ở bên cạnh, đối với Dương Diệp, mọi người kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn giống như là ngang trời xuất hiện. Đối với thực lực của hắn, mọi người đều biết là rất mạnh, mạnh vô cùng, cũng rất thần bí. Bởi vậy, bọn họ đều tận hết khả năng để đánh giá cao thiên phú và thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, bọn họ hình như vẫn còn xem nhẹ. Lúc trước khi Thanh Đạo Phu vượt qua cửa tâm tính thứ hai này chỉ dừng lại 20 hơi thở, các ngươi nói xem, Dương Diệp này sẽ dừng lại bao lâu? Ít nhất cần 40 hơi thở, nghị lực của hắn rất mạnh, nhưng tâm tính thì có lẽ không mạnh như vậy. Nếu hắn lần này cũng phá được kỷ lục của Thanh Đạo Phu, ha ha, vậy thì vui rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Diệp sải bước về phía trước, tiến vào cửa thứ hai, cũng chính là cửa tâm tính. Dương Diệp vừa đặt chân xuống đất, lập tức cảnh tượng chung quanh liền biến ảo. Bình nguyên, trời xanh thăm thẳm, mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi toàn là chân tay cụt và thi thể. Cách trước mặt Dương Diệp mấy trăm trượng, kỵ binh đứng chi chít, mỗi một kỵ binh đều là hoàng giả cảnh, có gần cả trăm vạn. Khôi giáp của những kỵ binh này toàn bộ là màu đỏ, sát ý từ trên người tỏa ra còn sắc bén khủng bố hơn cả ý cảnh sát ý. Những người này toàn bộ đều đang nhìn chằm chằm Dương Diệp.
trong mắt bọn họ là sát ý vô tận. Giết! Trăm vạn người trong sân hét lên giận dữ, thanh âm giống như muốn xé rách đại địa, muốn chấn vỡ thương thiên, uy thế vô cùng khủng bố. Giết! Thanh âm vừa dứt, trăm vạn kỵ binh xông về phía Dương Diệp, trăm vạn kỵ binh đồng thời lao ra, đó là khí thế gì? Dưới loại tình huống này, cho dù là một bán thánh cao cấp chỉ sợ cũng sẽ bị những kỵ binh này trấn áp tới chết. Chân thật, vô cùng chân thật. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Khi những kỵ binh đó xông về phía hắn, hắn vào khoảnh khắc ấy. Sâu trong linh hồn không ngờ cảm nhận được một sự run rẩy. Trăm vạn cường giả hoàng giả cảnh cùng xuất hiện, loại thanh thế này thật sự rất khủng bố. Cho dù bản thân hắn là kiếm tâm thông minh, biết những cái này đều là giả, nhưng hắn vẫn sợ. Có điều, những cái này so với trường hạo kiếp tận thế ở huyền giả đại lục lúc trước thì vẫn kém rất nhiều. So sánh với thần lôi mạt thế và mắt thiên đạo, những thứ này chính là đồ chơi. Bởi vậy, Dương Diệp cất bước về phía trước, sau đó đột nhiên há miệng hét to. Cút! Thanh âm vừa dứt, giống như gió giật thổi ra. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong sân liền biến ảo. Sau một thoáng, tất cả khôi phục bình thường, ảo tượng biến mất, Dương Diệp bước về phía trước. Mọi người ồ lên. Ba hơi thở, hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở. Ông trời ơi, đăng vân thê này có phải xảy ra vấn đề hay không? Hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở, trời ơi đất ạ, lúc trước lão tử ở bên trong thiếu chút nữa thì bị hù chết đó. Cho dù cuối cùng biết rõ đó là giả, lão tử vẫn bị dọa cho hai chân mềm nhũn, mà hắn không ngờ chỉ dùng ba hơi thở. Cửa ta cũng xông qua rồi, lúc ấy ta bỏ chạy điên cuồng. Chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân. Hắn vì sao lại ra khỏi một cách dễ dàng như vậy? Không phải hắn là tử địch của Thanh Đạo Môn, ta hoài nghi liệu có phải là Thanh Đạo Môn cố ý thả hay không? Ba hơi thở, Thanh Đạo Phu chắc là muốn đập đầu vào tường mà chết quá. Ở bên cạnh, Trần Đông và Ngô Nham Trung nhìn nhau, hai người một cái đều là vẻ khiếp sợ. Không để ý tới mọi người, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi qua hơi 10 thềm đá, cảnh tượng trong sân lại biến ảo. Lần này là trong một gian mật thất, cách trước mặt Dương Diệp không xa, một người đang đứng, người này không phải ai khác, mà là hắn. Một người trông rất giống hắn, khác chăng là cảnh giới của Dương Diệp, trước mắt này là hoàng giả cảnh đỉnh phong, so với hắn thì vừa hay cao hơn một cấp. Đây là thí nghiệm thực lực à? Dương Diệp thấp giọng nói. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Đúng lúc này. Dương Diệp ở đối diện đột nhiên rút kiếm chém một cái, sau đó một đạo kiếm khí bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, bởi vì trảm thiên bạt kiếm thuật của Dương Diệp này so với hắn thì còn trâu hơn, không ngờ là 30 đạo chồng nhau. Dương Diệp không phòng ngự, để mặc đạo kiếm khí đó bổ vào người hắn. Bùm! Dương Diệp bị kiếm khí đánh trúng, lui liền ra sau 10 bước. Đây không phải là ảo tưởng. Dương Diệp nhìn vết kiếm trước ngực. Trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Lúc trước hắn thấy nghi hoặc, bởi vì hắn là kiếm tâm thông minh, bất kỳ ảo cảnh nào cho dù có thể qua được mắt hắn, nhưng tuyệt đối không thể qua được tâm hắn. Nhưng ở đây, hắn lại cảm thấy vô cùng chân thật. Có điều hắn vẫn muốn xác nhận một chút, quả nhiên, đây là thật, bởi vì hắn đã bị đạo kiếm khí này đánh cho bị thương. Kỳ thật, 30 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật nếu có kiếm ý gia trì, tuyệt đối đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn. Đáng tiếc, không có kiếm ý gia trì, uy lực của kiếm khí này yếu đi rất nhiều. Đúng lúc này, Dương Diệp giả đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía hắn, chiêu này chính là Thiên Tuyệt Kiếm. Kiếm kỹ có thể bắt trước, nhưng lực lượng pháp tắc thì sao? Dương Diệp nói khẽ một câu, tiếp theo, chân phải hắn hơi dùng sức, tiêu vong pháp tắc từ dưới chân ùa ra. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong sân giống như tuyết gặp mặt trời chói chang vậy, trong khoảnh khắc đã tiêu tán. Lại phá kỷ lục rồi, lại phá rồi. Lúc trước Thanh Đạo Phu phải dừng lại chỗ này khoảng 3 canh giờ, mà hắn không ngờ lại chỉ dùng không đến 10 hơi thở. Thanh Đạo Môn này thật sự là đang thả à. Đừng nóng vội, thí nghiệm chân chính mới bắt đầu thôi. Từng có rất nhiều người dễ dàng xông qua được 3 cửa dầu, nhưng đều phải dừng lại không cửa thứ 4. Bao gồm cả Thanh Đạo Phu cũng phải ngừng ở cửa thứ 4 này 3 ngày 3 đêm mới ra được. Hắc hắc. Dương Diệp này chắc phải dừng ở đây thôi. Bởi vì cửa thứ 4 này nghe nói không liên quan tới thực lực, tâm tính và thiên phú. Vậy thì có liên quan tới gì? Không biết,
Ta chỉ biết là ở trong đây hình như có một câu mà lúc trước tổ sư của Thanh Đạo Môn lưu lại, trả lời được chính xác thì qua, trả lời không đúng thì lập tức bị đánh về nguyên hình. Trong ánh mắt của mọi người, Dương Diệp lại bước qua 10 bậc thềm đá. Giống như lúc trước, cảnh tượng trong sân lại biến ảo. Dương Diệp mở mắt, tiếp theo, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì ở trước mặt hắn là Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thực Dược. Nếu trong bọn họ, chỉ có một người có thể sống nốt quãng đời còn lại với ngươi, ngươi sẽ chọn ai? Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Chọn ai? Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thực Dược. Ánh mắt Dương Diệp lướt qua trên người mấy nữ tử, sau đó cười nói. Có thể chọn hết không? Không, đây là quy tắc, người ở địa bàn của ta, phải tuân thủ quy tắc của ta. Thanh âm đó nói. Nếu ta cứ muốn chọn tất thì sao? Dương Diệp nói, vậy ngươi sẽ chết. Thanh âm đó nói, ngươi không tuân thủ quy tắc, chết. Theo thanh âm vừa dứt, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện, khi cỗ lực lượng này xuất hiện, không gian trong sân run động kịch liệt, giống như tùy thời sẽ vỡ tan. Cơ hội cuối cùng, trả lời ta. Thanh âm đó nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta vẫn muốn chọn toàn bộ. Yên lặng một thoáng, thanh âm đó nói. Vì sao, ngươi không sợ chết à? Dương Diệp chỉ vào tim mình, nói. Nếu ta lựa chọn một trong số họ, vậy chẳng khác nào sẽ phụ những người còn lại, thế cũng chẳng khác nào phụ tâm của ta, khiến tâm ta hổ thẹn. Nam nhân sinh ra trong thiên địa, phải ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với đất, bên trong không thẹn với lòng, cho nên ta chọn toàn bộ. Trầm mặc hồi lâu, thanh âm đó nói. Vấn tâm. Cái hỏi chính là không thẹn với lương tâm, người qua rồi. Người có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Thanh Đạo Môn đương đại, bất kỳ ai, bao gồm cả môn chủ đương đại cũng không thể cự tuyệt. Thanh âm vừa dứt, cảnh tượng trong sân lại biến ảo, tất cả khôi phục bình thường. 20 hơi thở, lại 20 hơi thở. Trong sân, vô số người kinh hãi, trong đó đây bao gồm cả đám người Trần Đông. Nếu không phải biết Thanh Đạo Môn là muốn dồn Dương Diệp vào chỗ chết, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy Thanh Đạo Môn là đang mở cửa sau cho Dương Diệp. 20 hơi thở, lúc trước Thanh Đạo Phù bị nhốt gần 3 canh giờ mới ra được. Mà Dương Diệp chỉ dùng không đến 20 hơi thở, là Dương Diệp quá yêu nghiệt, hay là Thanh Đạo Phù đó quá kém. Yên lặng tới kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người trầm mặc, đều đang chờ phản ứng của Thanh Đạo Môn. Lúc trước tổ sư Thanh Đạo Môn có lời. Chỉ cần thông qua cửa thứ tư này của Thanh Đạo Môn thì có thể trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ đương đại, quy định này bất kỳ ai cũng không thể thay đổi, môn chủ đương đại càng không thể cự tuyệt. Nếu tổ sư Thanh Đạo Môn đã chết, như vậy, hiện tại môn chủ Thanh Đạo Môn có lẽ sẽ cự tuyệt, bởi vì Dương Diệp dù sao cũng là cửu nhân, nhưng vấn đề là tổ sư của Thanh Đạo Môn hình như vẫn chưa chết. Rất lâu sau, ở trên ngọn núi xa tít chân trời truyền đến một giọng nói. Không phải người của chúng ta, lòng hắn tất khác biệt, tên đệ tử này Thanh Đạo Môn ta không nhận, sư tổ nếu biết, chắc sẽ thông cảm. Nghe vậy, mọi người trong sân rất bình tĩnh, bởi vì đã đoán trước được điều đó rồi. Dương Diệp giết nhiều người của Thanh Đạo Môn như vậy, còn ở trước mặt vô số người hung hăng dẫm đạp tôn nghiêm của Thanh Đạo Môn, nếu hiện tại phải thu hắn làm đệ tử Thanh Đạo Môn, vậy thể diện Thanh Đạo Môn để đi đâu? Quan trọng nhất là, nếu Thanh Đạo Môn bọn họ đồng ý, mà Dương Diệp này lại cự tuyệt, khi đó, Thanh Đạo Môn càng mất hết thể diện. Bởi vì sẽ có vô số người lan truyền chuyện Thanh Đạo Môn xin Dương Diệp gia nhập Thanh Đạo Môn, mà Dương Diệp lại cự tuyệt. Nếu xuất hiện loại tình huống này, Thanh Đạo Môn không chỉ mất mặt mà còn trở thành trò cười của toàn bộ Thanh Châu. Cho nên, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, Thanh Đạo Môn này cũng sẽ không chủ động yêu cầu nhận Dương Diệp làm đệ tử, trừ phi Dương Diệp chủ động yêu cầu. Nhưng có khả năng này sao? Nếu Dương Diệp chủ động yêu cầu trở thành đệ tử Thanh Đạo Môn, Dương Diệp đó không chỉ mất hết thanh danh, ngay cả cổ kiếm trai cũng vậy. Hơn nữa Dương Diệp còn có thể sẽ đắc tội với toàn bộ cổ kiếm trai, hơn nữa giữa Dương Diệp và Thanh Đạo Môn có ân oán lớn như vậy. Khi đó Dương Diệp có thể sẽ không được lòng cả hai bên. Bởi vậy, Dương Diệp căn bản sẽ không yêu cầu gia nhập Thanh Đạo Môn. Cho nên, chuyện giữa Dương Diệp và Thanh Đạo Môn vẫn chưa kết thúc. Dương Diệp cũng không bất ngờ trước câu trả lời này của Thanh Đạo Môn, hắn cười cười,
đang chuẩn bị đi về phía trước, thử vượt qua cửa thứ 5 thì đột nhiên nam tử cụt tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi rất mạnh, nam tử cụt tay nói. Ngươi cũng không yếu, Dương Diệp nói, tuy hắn chưa giao thủ với nam tử, nhưng trực giác nói với hắn, này trước mắt này có chút nguy hiểm. Ta cũng từng vượt qua Đăng Vân Thê, nhưng so với ngươi, ta chỉ là cặn bã. Nam tử nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là bởi vì thực lực của bản thân mà xông qua hay là dùng thủ đoạn đầu cơ gì? Có quan trọng không? Dương Diệp nói, nhìn thấy người vượt qua bốn cửa dễ dàng như vậy, nói thật trong lòng ta rất cay đắng. Nam tử cụt tay nói, động thủ đi, ngươi chẳng phải sẽ biết ta dựa vào thực lực hay là đầu cơ sao? Dương Diệp nói, nam tử cụt tay trầm ngâm một thoáng, sau đó gật đầu, nói. Cũng đúng. Nói xong, tay phải hắn đặt lên chuôi đao bên hông. Trong nháy mắt, đạo ý khủng bố từ trong cơ thể hắn ùa ra, đạo ý đi qua đâu, không gian chấn động tới đó, không chỉ như vậy, còn nứt ra vô số khe nhỏ, thanh thế vô cùng khiếp người. Đạo ý thiên cấp nhị trọng đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người Trần Đông lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì đạo ý của nam tử cụt tay này không phải là đạo ý thiên cấp nhị trọng bình thường, mà là đạo ý đỉnh phong, nói cách khác, đối phương tùy thời có thể sẽ tấn thăng đến đạo ý thiên cấp tam trọng. Đám người Trần Đông nhìn về phía Dương Diệp, lại phát hiện sắc mặt Dương Diệp vẫn bình tĩnh, vô cùng chấn định. Thấy vậy, trong lòng họ lập tức thả lỏng. Nam tử cụt tay cầm chuôi đao, nói. Khi ngươi tới, chính là ta ở vào thời khắc mấu chốt trùng kích đạo ý thiên cấp tam trọng, ta nắm chắc năm thành có thể trùng kích thành công. Đáng tiếc, ngươi đã đến, còn giết lão tứ. Tuy rằng các trưởng lão không cho ta ra, bảo ta cứ an tâm trùng kích đạo ý thiên cấp tam trọng, nhưng, thanh đạo môn gặp nạn, ta há có thể bàng quan. Huống chi hiện giờ trong tôn giả cảnh, cũng chỉ có ta có thể giao thủ với ngươi. Nào, để ta xem bản lĩnh của đệ tử cổ kiếm trai. Dứt lời. Tay phải nam tử cụt tay đột nhiên nắm chuôi đao, sau đó rút ra, tiếp theo bổ một phát từ trên xuống dưới. Đoạn thủy. Thanh âm vừa dứt, một đạo đao khí dài mấy trượng từ mũi đao bắn ra, đao khí rạch phá trường không, bắn về phía Dương Diệp, không gian trực tiếp bị xé rách, một khe không gian rất lớn xuất hiện sau đao khí, khe không gian đó không chỉ không được sửa chữa nhanh chóng, ngược lại còn càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng tới cả trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân rung động không thôi. Bởi vì chỉ sợ cho dù là cường giả bán thánh cũng không thể phát ra một kích khủng bố như vậy. Trong mắt Dương Diệp cũng lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì một kích này đã có thể tạo thành uy hiếp tới nhục thân của hắn. Nhục thân của hắn tuy rằng đã là nhục thân yêu thú cấp bán thánh trung cấp, nhưng không phải là vô địch. Nếu hắn dựa vào nhục thân cứng rắn đỡ một đao này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù không chết thì khẳng định cũng mất tay đứt chân. Không dám lơ là, cổ tay Dương Diệp khẽ động, vỏ kiếm cổ xuất hiện trong tay, tiếp theo, huyền khí trong cơ thể điên cuồng ùa vào trong vỏ kiếm cổ, lật cổ tay phải, một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm vào vỏ rồi vỏ kiếm cổ rút ra. Kiếm vỡ, một đạo kiếm khí bắn ra. 20 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật chồng nhau. Kiếm khí và đao khí va chạm trong không trung. Ầm, một tiếng nổ vang vọng phía chân trời, vô số đao khí và kiếm khí bắn ra. Đi qua đâu là không gian trong nháy mắt bị xé rách tới đó. Cùng lúc ấy, một cỗ sóng khí năng lượng cường đại cũng chấn động tỏa ra bốn phía, phá không gian chung quanh thành những mảnh nhỏ. Mà đúng lúc này, lại một đạo đao khí hoành không chém ra, tốc độ của đạo đao khí này cực nhanh, hung ác chém về phía Dương Diệp, đi qua đâu là chấn cho đao khí và kiếm khí ở trước mặt nó thành hư vô. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay khẽ động, kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, động tác liền mạch lưu loát. Ong, tiếng vỡ, cùng với tiếng kiếm vang, một đạo kiếm khí chém ra. Kiếm khí và đao khí lại một lần nữa va chạm, lần này, đao khí trong nháy mắt phá tan kiếm khí của Dương Diệp, đao khí tiến quân thần tốc, nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, muốn chém Dương Diệp thành hai nửa. Không có kiếm ý ra chỉ kiếm khí, cuối cùng vẫn yếu. Xem ra sau khi chuyện này kết thúc, phải nhanh chóng khôi phục kiếm ý thôi. Dương Diệp thở dài trong lòng. Bước một bước về phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Ầm, quyền trúng đao khí, cánh tay của Dương Diệp và đạo đao khí đó run rẩy kịch liệt. Tiếp theo, đạo đao khí đó ầm một tiếng vỡ tan, mà Dương Diệp thì dưới sự oanh kích của năng lượng đạo đao khí này lui ra sau 10 bước.
Nam tử cụt tay đang muốn rút đao thì lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện tại thì đã ở trước mặt nam tử cụt tay, tiếp theo, một đạo kiếm quang hiện lên, một mũi kiếm đã đi tới mi tâm của nam tử cụt tay. Khóe mắt nam tử cụt tay giật giật, có điều hắn phản ứng cũng không chậm, thân thể nghiêng sang bên, né được kiếm của Dương Diệp, sau đó đao trong tay đâm ra, đao cực kỳ xảo quyệt, nhắm thẳng vị trí trái tim của Dương Diệp. Dương Diệp không phòng ngự, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng nghiêng một cái chém xuống. Bùm! Dương Diệp lui ra sau ba bước, ở ngực hắn có một vết đao, rất sâu, nhưng lại không phá rách được ra. Mà trên mũi kiếm của hắn thì đã có một giọt máu tươi. Mọi người trong lòng kinh hãi, nhìn về phía nam tử cụt tay, chỉ thấy nam tử cụt tay có một vết máu kéo dài từ trán xuống tới cằm, máu tươi không ngừng từ bên trong trào ra, rất nhanh máu tươi đã bao phủ cả khuôn mặt của nam tử cụt tay. Nhục thân mạnh quá. Nam tử cụt tay nhìn Dương Diệp, thanh âm lại vẫn rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt hắn hiện ra vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Lúc trước, nếu không phải hắn vào thời khắc mấu chốt né tránh theo bản năng thì hiện tại hắn khẳng định đã bị phân thây thành hai nửa. Quả thật rất mạnh. Dương Diệp gật đầu nói. Có thể nói thế này, trong đối chiến với cùng cấp, hắn dựa vào nhục thân, cơ hồ chính là đã đứng ở thế bất bại. Ta có một chiêu, khổ luyện 15 năm. Vẫn chưa sử dụng với ai, hôm nay ta không thể không dùng rồi. Theo thanh âm của nam tử cụt tay vừa dứt, trên người nam tử cụt tay đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu u lam, cùng lúc đó, khí thế trong cơ thể nam tử cụt tay điên cuồng dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, tóc nam tử cụt tay đã trắng muốt, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người tỏa ra tử khí nồng đậm. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt lần đầu tiên có một tia ngưng trọng. Bởi vì đây là đang đốt hồn. Không chỉ đốt hồn, còn thiêu đốt thọ mệnh và huyết khí của bản thân. Đao trong tay nam tử cụt tay rung động kịch liệt, không gian chung quanh đao không ngờ rằng rắc nứt ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lan ra bốn phía, không đến thời gian một hơi thở, không gian chung quanh nam tử cụt tay và Dương Diệp toàn bộ đều vỡ ra từng khe nhỏ. Đao khí của nam tử cụt tay đã khiến cho những không gian chung quanh không chịu nổi. Khe không gian đối với rất nhiều người là cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với loại cường giả có thể nắm giữ sự huyền bí của không gian như bọn họ mà nói thì không khủng bố tới vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Bằng không đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả bán thánh cao cấp cũng bị nghiền cho nát bét. Dương Diệp đến đây đi. Nam tử cụt tay vừa dứt lời liền giơ tay chém xuống, một đạo đao khí tự mũi đao bắn ra. Đao khí đi qua đâu, không gian liền giống như tuyết gặp dầu sôi. Trong nháy mắt liền vỡ ra, năng lượng cường đại và uy thế ấn chứa trong đao khí đã trực tiếp chấn nát mấy tòa núi nhỏ ở ngoài nghìn trượng, không chỉ như vậy, mặt đất phía dưới cũng trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả đệ tử cổ kiếm trai đều trở nên ngưng trọng. Không nghi ngờ gì nữa, một đao này của nam tử cụt tay có thể dễ dàng chảm sát một bán thánh, thậm chí là bán thánh trung cấp. Dương Diệp sẽ ứng đối như thế nào? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp bước một bước về phía trước, vừa bước ra một bước, không gian đã bị chấn cho vỡ nứt ở chung quanh lập tức khôi phục nguyên trạng, cùng lúc đó, tốc độ của đao khí nam tử cụt tay cũng lập tức chậm lại, cho thẳng đến cuối cùng thì dừng tại chỗ. Tất cả ở chung quanh giống như bị ngưng kết. Kiếm vực. Trong mắt tất cả đệ tử cổ kiếm trai đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn và kích động, bởi vì đây là kiếm vực mà bọn họ hằng mong ước. Cũng là kiếm vực mà bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy. Cho dù là kiếm hoàng Lục Uyển Nhi của cổ kiếm trai cũng không nắm giữ được loại lực lượng huyền diệu khó giải thích kiếm vực này. Tất cả đệ tử cổ kiếm trai nhìn chằm chằm vào Dương Diệp ở xa xa, như sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Vỡ! Dương Diệp vừa dứt lời, đạo đao khí đó của nam tử cụt tay lập tức tức ầm ầm vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. Đao khí của nam tử cụt tay quả thật rất mạnh, thiêu đốt linh hồn, huyết khí và linh hồn của mình thọ nguyên của mình. Một kích này cũng quả thật có thể dễ dàng chảm sát bán thánh. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói, nam tử cụt tay vẫn hơi yếu. Chính xác mà nói, hai người bọn họ kỳ thật căn bản là không phải cùng một đẳng cấp. Nếu Thanh Đạo Môn biết chuyện của ở huyền giả đại lục, cao tầng của Thanh Đạo Môn khẳng định sẽ hối hận muốn chết. Kiếm, vực. Trong mắt nam tử cụt tay có một tia khiếp sợ, còn có một tia không cam lòng và bất đắc dĩ. Rất nhanh, hai mắt hắn nhắm lại. Cả người từ trên trời rơi xuống. Thanh Đạo Môn lại bại. Vô số đệ tử cổ kiếm trai hoan hô, xôi trào.
Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Thanh Đạo Môn, còn ai nữa không? Vô số đệ tử Cổ Kiếm Trai gầm lên. Có thể nói, tranh đấu với Thanh Đạo Môn lâu như vậy, lần này là lần sung sướng nhất. Bởi vì Cổ Kiếm Trai đã hung hăng dẫm lên mặt của Thanh Đạo Môn. Trần Đông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Cẩn thận một chút. Dương Diệp gật đầu, Thanh Đạo Môn này hiện tại có ba lựa chọn, một là tiếp tục phái người ra đánh với hắn, hai là lựa chọn giải quyết trong hòa bình, ba thì chính là cá chết lưới rách, không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào. Hai lựa chọn trước còn đỡ, nếu là lựa chọn thứ ba, vậy hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ rất nguy hiểm. Tuy rằng hắn biết, Cổ Kiếm Trai khẳng định có phải cường giả thánh giả cảnh âm thầm bảo hộ hắn, nhưng, nếu Thanh Đạo Môn này thật sự xé rách ra mặt, không tuân thủ bất kỳ quy tắc gì, vậy hắn tuyệt đối sẽ chết. Cường giả thánh giả cảnh đuổi giết, hơn nữa còn có thể có vài người. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hiện tại hắn quả thật được tính là rất yêu nghiệt, thực lực cũng rất mạnh, nhưng, đó chỉ là so sánh với huyền giả cùng cấp. Nếu so sánh với cường giả thánh giả, hắn vẫn yếu, yếu vô cùng. Hắn hiểu rất rõ một điểm, hiện tại hắn sở dĩ còn sống, chủ yếu là bởi vì Cổ Kiếm Trai ra sức bảo vệ hắn chứ không phải là nhờ bản thân hắn. Phải mau chóng khôi phục kiếm ý, cũng phải mau chóng thực lực của bản thân. Dương Diệp thầm quyết định trong lòng, sau khi giải quyết xong chuyện này, sẽ dốc lòng tu luyện, tận hết khả năng để thăng thực lực của mình tới cấp bán thánh. Chỉ có đạt tới bán thánh, hắn có lẽ mới có thể đối kháng với thánh giả cảnh, cho dù đánh không lại đối phương, nhưng ít ra cũng có thể chạy trốn. Chứ không phải giống như hiện tại, thánh giả nếu ra tay với hắn, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Trong sân trầm mặc hồi lâu, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Dương Diệp, trong tôn giả cảnh của Thanh Đạo Môn ta đã không có ai là đối thủ của ngươi, ngươi nếu có lòng tin với bản thân như vậy, sao không tấn thăng đến hoàng giả cảnh? Nghe vậy, đám người Trần Đông lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này đại biểu cho Thanh Đạo Môn không chọn xé rách ra mặt. Kỳ thật cũng đúng, Thanh Đạo Môn nếu lựa chọn xé rách ra mặt, kết quả đổi lấy được tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Mà một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, vậy yêu vương ở Bắc Giới nhất định sẽ ra tay, khi đó, bất kể là Thanh Đạo Môn hay là Cổ Kiếm Trai, đều sẽ không tồn tại được nữa. Thanh Đạo Môn không phải không muốn xé rách ra mặt, mà là không dám. Tương tự, Cổ Kiếm Trai cũng không dám. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà tuy Thanh Đạo Môn và Cổ Kiếm Trai đều coi đối phương là kẻ địch, nhưng chưa từng phát sinh đại chiến chân chính. Nghe thấy thanh âm từ chân trời truyền đến. Khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười, nói. Tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cảnh giới này không phải nói tấn thăng liền tấn thăng. Hơn nữa, ta một khi tấn thăng đến hoàng giả cảnh, Thanh Đạo Môn ngươi sẽ phái cường giả hoàng giả cảnh ra xuất chiến, khi đó ta sẽ phải chịu thiệt thòi, nói không chừng còn có thể bị chết. Ngươi sợ chết à? Thanh âm đó nói. Đương nhiên là sợ rồi. Dương Diệp nói. Có ai mà không sợ chết chứ? Ngươi nếu không tấn thăng đến hoàng giả cảnh, ngươi hiện tại sẽ chết, ta đảm bảo. Thanh âm đó nói. Dương Diệp thôi cười, nhìn về phía chân trời một hồi lâu, hắn nói. Xem ra Thanh Đạo Môn ngươi chuẩn bị chơi với ta đến cùng rồi. Đây chẳng phải là điều mà Cổ Kiếm Trai ngươi muốn sao? Thanh âm đó nói. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Muốn ta tấn thăng đến hoàng giả cảnh cũng được, có điều ta có một điều kiện. Ngươi cũng biết đấy, muốn tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cần rất nhiều đá năng lượng siêu phẩm, vừa hay ta lại rất nghèo, cho nên. He he, 10 vạn. Thanh âm đó nói. 10 vạn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó cả giận nói. Ngươi cho rằng ta giống đệ tử Thanh Đạo Môn ngươi, ai nấy đều yếu ớt vậy à? Với thiên phú của ta, với tiềm lực của ta, muốn tấn thăng hoàng giả cảnh, không có 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm thì sao mà thành công được? 100 vạn. Nghe vậy, vô số người hít hà, Dương Diệp này cũng dám nói thật. 100 vạn, con số này đối với Thanh Đạo Môn mà nói tuy rằng không tính là gì, nhưng đối với một người mà nói thì là một con số trên trời. Dương Diệp này khá thật, ngay cả Thanh Đạo Môn cũng dám bắt chẹt. Ta cảm thấy ta có chút sùng bái hắn rồi. Tuy rằng hắn có chút kiêu ngạo, nhưng không thể không nói, hắn thật sự có vốn để làm vậy. Phía chân trời yên lặng một hồi.
đó thanh âm đó lại nói. Ngươi có phải thật sự muốn chết không? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Đừng uy hiếp ta, bởi vì điều đó chẳng có chút tác dụng nào với ta cả. Hôm nay ta nói ở đây, cho ta 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm, ta lập tức thành hoàng. Không cho á, không cho ta sẽ tiếp tục khiêu chiến huyền giả tôn giả cảnh của thanh đạo môn ngươi. Đương nhiên, nếu thanh đạo môn ngươi ra mặt đủ dày, phái cường giả hoàng giả cảnh ra ứng chiến, vậy ta cũng chẳng biết nói gì nữa. Cho hắn. Đúng lúc này, trên ngọn núi bồng bềnh trên không, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm vô cùng uy nghiêm. Thanh âm này vừa dứt, một chiếc giới chỉ lập tức xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tinh thần lực Dương Diệp quét qua, bên trong vừa đủ 100 vạn. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Thanh đạo môn ngươi đã muốn chơi tới cùng, vậy thì chúng ta chơi thôi. Dứt lời. Một cỗ khí thế khủng bố từ trong cơ thể Dương Diệp ùa ra. Khí thế cường đại khiến không gian không ngừng dập dềnh như sóng, vô cùng khiếp người. Hoàng giả cảnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tên này nói thành hoàng giả cảnh liền thành hoàng giả cảnh. Cái này. Rốt cuộc là yêu nghiệt gì thế? Nhìn hắn, ta cảm thấy mình tu luyện cả đời vô ích rồi. Trần Đông và Ngô Nham Trăng gở bên cạnh khóe miệng cũng giật giật. Bởi vì điều này thật sự là đả kích người ta quá. Được, tốt lắm. Chân trời truyền đến một thanh âm trầm thấp, sát ý không hề che giấu. Hay là... Dương Diệp bỗng nhiên nói. Hay là chúng ta bắt tay giảng hòa đi, được không? Xôn xao. Trong sân, mọi người ồ lên. Sắc mặt đám người đệ tử cổ kiếm trai biến đổi, Dương Diệp này muốn làm gì thế? Chẳng lẽ hắn sợ thanh đạo môn? Nghĩ vậy, ánh mắt của rất nhiều đệ tử cổ kiếm trai trở nên có chút bất thiện. Vào lúc này, Dương Diệp đang đại biểu cho cổ kiếm trai, nếu hắn chủ động cầu hòa, vậy sẽ khiến cổ kiếm trai mất mặt. Sao ngươi sợ à? Chân trời truyền đến thanh âm. Dương Diệp gật đầu, nói. Ừ ta sợ. Trong sân lại ồ lên. Sắc mặt đám người Trần Đông cũng trầm xuống. Đúng lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta sợ giết sạch thiên tài của thanh đạo môn ngươi rồi, sau đó thanh đạo môn ngươi lại không cần mặt mũi nữa, bắt đầu phái cường giả thánh giả cảnh đuổi giết ta. Ai, phải biết rằng, ta mới là hoàng giả cảnh, các ngươi nếu phái thánh giả tới giết ta, ngươi nói thử xem ta có thể không sợ sao. Đám đệ tử cổ kiếm trai Trần Đông hơi ngẩn ra rồi lập tức phá lên cười. Dương sư huynh, ngươi hay là đừng đánh nữa, đánh tiếp, thiên tài thanh đạo môn sẽ bị giết sạch, khi đó... Thanh đạo môn chó cùng dứt dậu, phái cường giả thánh giả cảnh giết ngươi thì phải làm sao? Đúng vậy, chúng ta không đánh nữa. Đi thôi, chúng ta về cổ kiếm trai. Trần Đông mỉm cười, nói. Có chút thú vị. Quả vậy. Ngô Nham Trung gật đầu đồng ý. Hồi lâu sau, chân trời lại truyền đến thanh âm, nói. Yên tâm, đối phó ngươi, còn không cần thánh giả. Đi lên đi, thiên tài thanh đạo môn ta đang chờ ngươi. Mọi người đều nghe thấy rồi nhé. Thanh đạo môn sẽ không xuất động thánh giả, nếu bọn họ lật lọng, mong chư vị hãy truyền ra, để thế nhân biết bộ mặt thật của thanh đạo môn này. Lúc này, một đệ tử cổ kiếm trai lớn tiếng nói. Mọi người! Giết hắn, không cần thánh giả, ta là được rồi. Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếp theo, một nữ tử từ trên thang chậm rãi đi xuống. Là Xích Luyện tiên tử Phù Cẩm Tiên. Trong sân, có người kinh hô. Nghe đồn là nàng ta đang bế quan cơ mà. Sao lại ra đây? Một nữ tử đứng ở cuối thềm đá. Yêu diễm. Cảm giác đầu tiên nữ tử mang đến cho mọi người chính là cực kỳ yêu. Mặt phù dung, mi lá liễu, mắt hồ ly, hai mắt sáng như ngọc, dáng người nóng bỏng, đặc biệt là cặp ngực của nữ nhân này. Giống như là cố ý, áo kéo trễ xuống, bởi vậy trước ngực nữ tử lộ ra một nửa cực to, khe ngực lồ lộ. Đây là một nữ nhân đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Đương nhiên, sở dĩ nói nữ tử yêu diễm, là vì toàn thân nữ tử đều là màu đỏ, tóc đỏ, lông mày đỏ, ngay cả hai mắt cũng đỏ. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Trần Đông liền trở nên ngưng trọng, hắn đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Nàng này tên là Phù Cấm Tiên, lai lịch thần bí, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đặc biệt là đối với nam nhân, từng có một nam nhân nói đùa với nàng ta. Cả 10 tộc của nam nhân đó đều bị nàng ta giết sạch. Chỉ tàn nhân thì cũng thôi,
nhưng thực lực của nàng ta cũng cực kỳ khủng bố, nàng ta từng giết cả bán thánh cao cấp. Ở Thanh Đạo Môn, nghe nói, ngay cả Thanh Đạo Phu cũng phải kiêng kỵ nàng ta ba phần. Người nào của Cổ Kiếm Trai đến khiêu chiến, mau lên đây, giết ngươi rồi ta còn trở về tu luyện tiếp. Phù Cẩm Tiên đứng trên thềm đá, hai mắt khép hờ, tóc đỏ tung bay, lạnh hùng cao ngạo không gì tả xiết. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, sau đó đi đến Đăng Vân Thê. Lúc này, Trần Đông cản hắn lại, Trần Đông nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, vô cùng nghiêm túc nói. Đừng khinh địch, nếu không địch lại thì bỏ chạy, mấy lão già bên trên sẽ không trách người đâu, càng không thể ngồi yên nhìn người bị giết, hiểu rồi cứ. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp hơi ấm lên, sau đó nói. Yên tâm. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi lên mây, cũng chính là trước mặt Phù Cẩm Tiên. Ra tay đi, bằng không ta sợ ngươi không cơ hội đâu. Phù Cẩm Tiên vẫn không thèm mở mắt. Dương Diệp cười khẽ, nói. Phù Cẩm Tiên, đã lâu không gặp. Nghe vậy, thân thể Phù Cẩm Tiên đột nhiên run lên, nàng ta chậm rãi mở mắt, khi nhìn thấy Dương Diệp, thân thể nàng ta lại run, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi không chết. Ngươi hy vọng ta chết lắm à? Dương Diệp nói đùa, ở thế giới này, cuối cùng cũng gặp được một người quen, điều này khiến cho tâm tình Dương Diệp có chút vui vẻ. Bởi vì ở đây, hắn xem như là người từ bên ngoài đến, một chút cảm giác trở về cũng không có. Hiện tại vất vả lắm mới gặp một người quen, nói không vui thì là giả, tuy rằng đối phương hiện tại xem như là kẻ địch của hắn. Ngươi, vẻ mặt Phù Cẩm Tiên lúc này trở nên cực kỳ phức tạp. Ngươi có biết bọn Hiểu Vũ Tịch hiện giờ thế nào không? Dương Diệp hỏi. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng ta, bọn họ không ở cùng ta, cho nên ta cũng không rõ. Lúc trước các ngươi không phải đi cùng nhau sao? Dương Diệp lại hỏi. Phù Cẩm Tiên lắc đầu, nói. Lúc trước khi chúng ta rời khỏi Huyền Giả Đại Lục, bị một cỗ lực lượng thần bí đánh lén, sau gần đó, chúng ta bị phân tán. Có điều không sao. Bởi vì khi đó chúng ta đã gần thoát Hy Huyền Giả Đại Lục, bởi vậy, bọn Hiểu Vũ Tịch lúc này hẳn là đang ở Trung Thổ Thần Châu. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn Phù Cẩm Tiên, nói. Xem ra ngươi ở đây lăn lộn không tồi, ở trên người ngươi ta cảm nhận được một cỗ cảm giác rất nguy hiểm. Ngươi hình như đã yếu đi. Phù Cẩm Tiên nói. Dương Diệp cười nói. Quả thật là yếu hơn lúc trước một chút. Huyền Giả Đại Lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói. Rất nhiều người đã chết. Dương Diệp nói. Hơn nữa, từ nay về sau, cũng không còn Huyền Giả Đại Lục nữa. Phù Cẩm Tiên trầm mặc, Dương Diệp cũng trầm mặc. Hai người bọn họ đang làm gì thế? Sao vẫn chưa đánh? Bọn họ hình như đang nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Chậc chậc, các ngươi nói xem. Có phải Dương Diệp này bị chúng mỹ nhân kế của Thanh Đạo Môn nổi không? Phải biết rằng, Phù Cẩm Tiên này là đại mỹ nhân hiếm có, đừng nói là Dương Diệp, ta nghĩ cho dù là một thái giám cũng sẽ động tâm. Nếu Dương Diệp thật sự chúng mỹ nhân kế, vậy Cổ Kiếm Trai chịu thiệt to rồi. Ở bên cạnh, đám người Trần Đông nhíu mày, bọn họ cũng lo lắng Dương Diệp chúng mỹ nhân kế. Không chung, trầm mặc hồi lâu, Phù Cẩm Tiên nói. Ngươi sao lại kết thù với Thanh Đạo Môn? Lúc trước có người trong bọn họ muốn giết ta, sau đó ta giết đối phương. Sau đó Thanh Đạo Môn các ngươi đưa tới cho ta một cái quan tài. Ngươi cũng biết tính ta rồi đó, ta sao chịu nằm vào, cho nên ta đá quan tài. Một đá này, thật sự là đá ra đại phiền toái, Thanh Đạo Môn các ngươi hết lần này tới lần khác phía cường giả tới giết ta. Cuối cùng, ta thật sự là ngại phiền quá, cho nên chủ động tới tìm các ngươi. Giải quyết triệt để chuyện này. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nơi này không phải Huyền Giả Đại Lục. Dương Diệp cũng nhìn Phù Cẩm Tiên hồi lâu, sau đó cười nói. Với ta mà nói thì như nhau thôi. Trước kia, ngươi là tồn tại mà ta phải ngước nhìn. Phù Cẩm Tiên trầm giọng nói. Hiện tại ta muốn xem thử ngươi có còn như vậy nữa không? Nếu ngươi động thủ, ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp nói. Khóe mắt Phù Cẩm Tiên giật giật, rất nhanh, từng chuyện của Dương Diệp hiện lên trong đầu nàng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía chân trời nói. Phù Cẩm Tiên, nể tình cũng từng ở cùng một thế giới, ta nói nhiều hơn một chút,
ta biết thực lực của người đã trở nên rất mạnh, mạnh tới mức ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng, chút nguy hiểm này đối với ta mà nói thì thật sự không đáng là gì. Thật đó, bởi vì ta từng gặp thứ so với người còn nguy hiểm hơn ngàn, vạn lần. Lúc này, hắn nghĩ tới mắt thiên đạo, còn cả thần lôi diệt thế nhiều vô tận. Sau khi trải qua mắt thiên đạo và thần lôi diệt thế, bất kỳ khí thế và nguy hiểm nào trên thế giới này này với hắn mà nói đều chỉ có thể tính là trò chơi. Cho dù là uy áp và khí thế của cường giả thánh giả. Dương Diệp lại nói, hiện tại thực lực của ta quả thật yếu hơn một chút so với trước kia, nhưng tin ta đi, nếu ta chịu để lộ một vài thứ, muốn giết ngươi, thật sự không cần phí khí lực quá lớn. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem, có điều ta cam đoan, chỉ cần ngươi động thủ, đây tuyệt đối là lần xuất thủ lần cuối cùng của ngươi. Đối với Phù Cẩm Thiên, hắn nhớ tình bạn cũ, nhưng nếu đối phương động thủ, vậy có nghĩa là đối phương đã quyết định đứng ở phía đối lập với hắn, cũng lựa chọn trở thành kẻ địch của hắn. Mà đối với kẻ địch, hắn chưa bao giờ biết nương tay. Phù Cẩm Thiên nhìn Dương Diệp, hồi lâu sau, nàng ta nói. Ngươi vẫn như trước kia, vẫn bá đạo, quyết đoán, tự tin như vậy. Đối với Dương Diệp, nàng ta kiêng kỵ sao? Nàng ta tất nhiên kiêng kỵ, phải nói rằng, chỉ cần là người của Huyền Giả Đại Lục vốn không có ai là không kiêng kỵ Dương Diệp. Đặc biệt nàng ta còn từng đi theo Dương Diệp, đối với tính tình của Dương Diệp, nàng ta rất quen thuộc, hắn nói sẽ giết mình, nàng ta biết, Dương Diệp không phải đang nói đùa. Dương Diệp nói, ta không thay đổi, người thì thay đổi rất nhiều. Thay đổi gì? Phù Cẩm Thiên hỏi. Dương Diệp nói, tự tin, so với trước kia thì tự tin hơn, bất kể là thế nào cũng chúc mừng ngươi được trọng sinh ở thế giới này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Các ngươi có thể đổi người rồi đấy. Cẩm Thiên, vì sao lại vậy? Thanh âm vừa dứt, một mỹ phụ xuất hiện ở bên cạnh Phù Cẩm Thiên. Phù Cẩm Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta đánh không lại hắn. Kỳ thật, nàng ta vẫn có chút lòng tin đối với bản thân, hiện tại nàng ta đã không còn là Phù Cẩm Thiên trước kia. Nhưng, nàng ta không muốn giao thủ với Dương Diệp. Mỹ phụ nhìn Phù Cẩm Thiên một lúc, nói. Vì sao? Hắn và ta tới từ cùng một nơi. Phù Cẩm Thiên trầm giọng nói. Sư phó, nếu có thể thì giải hòa với hắn đi. Giải hòa á? Mỹ phụ lắc đầu, nói. Không thể giải hòa, cũng không giải hòa được. Nhà đầu, người đã không muốn giao thủ với hắn, vậy về tu luyện đi. Ta cũng muốn xem thử, người đến từ hạ giới rốt cuộc yêu nghiệt đến trình độ nào. Phù Cẩm Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, người quả thật rất không tồi. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp, nói. Tính tình của Cẩm Thiên ta rất hiểu. Cho dù là thanh đạo phu ở trong mắt nàng ta cũng coi thường, nhưng nàng ta đối với ngươi, ta có thể cảm thấy được, nàng ta có chút kiêng kỵ ngươi. Ta thật sự rất hiếu kỳ, ngươi từng rốt cuộc là một người như thế nào? Ngươi muốn nghe lời thật không? Dương Diệp nói. Nói đi. Mỹ phụ nói. Dương Diệp cười nói. Ngươi nếu biết quá khứ của ta thì tin ta đi. Thanh đạo môn ngươi hiện tại khẳng định sẽ bất chấp tất cả mọi giá chảm sát ta. Cho dù là ngọc nát đá tan, thanh đạo môn ngươi cũng sẽ làm như vậy. Hoặc là, thanh đạo môn ngươi hiện tại giải hòa với ta. Hai mắt Mỹ phụ híp lại, định lên tiếng thì lúc này Dương Diệp lại nói. Kỳ thật ta đang bốc phét đấy, ngươi đừng tin, ha ha. Nói xong, Dương Diệp đi đến Đăng Vân Thê, nói. Nếu đã vượt qua bốn cửa trước của Đăng Vân Thê thanh đạo môn, vậy ta phá luôn cửa thứ năm đi. Ngươi nếu có thể phá được một cửa này, ta sẽ viết một chữ phục cho ngươi. Mỹ phụ Dương Diệp truyền đến thanh âm của Mỹ phụ. Chữ phục của cường giả thánh giả. Ha ha, không tồi, chờ đó. Theo tiếng cười to của Dương Diệp phứt sức, Dương Diệp tiến vào cửa thứ năm. Cảnh tượng lại biến ảo. Một cây đại thụ che trời, to lớn vô cùng, không nhìn thấy điểm cuối, ở dưới gốc cây một lão già mặc trường bào màu xanh đang ngồi xếp bằng. Nhìn thấy lão già này, Dương Diệp hơi biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, hắn không ngờ không cảm nhận được sự tồn tại của lão già. Không đúng, phải nói hắn cảm thấy lão già đã hòa thành một thể với trời đất, với tất cả mọi thứ. Lão chính là trời, lão chính là đất. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh, từng có kiếm ý đại viên mãn, kiếm vực, thân lại mang hai loại lực lượng pháp tắc, nhục thân có thể so với bán thánh,
nền móng này trước đây chưa từng gặp, trên người cũng có lực lượng thần bí giúp ngươi che mắt thiên cơ. Hay cho một thiếu niên, hay cho một thiếu niên, đáng tiếc lại là kẻ địch của thanh đạo môn ta. Lão già mặc trường bào màu xanh bỗng nhiên mở mắt nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp. Thần sắc Dương Diệp trở nên ngưng trọng trước nay chưa từng. Có. Chỉ một cái, trừ Hồng Mông Tháp ra, tất cả bí mật trên người hắn đều bị lão nhân này nhìn thấu. Trên thánh giả. Thực lực của lão già trước mắt này tuyệt đối ở trên thánh giả. Dương Diệp cố nén sự khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói. Tiền bối chính là tổ sư của thanh đạo môn. Lão già nói. Tâm tính không tồi, cho dù ta nói ra tất cả bí mật của ngươi, ngươi vẫn còn có thể trấn định như vậy. Hiếm có, quả thật hiếm có, đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Nói đến đây, lão già đột nhiên đứng lên, nói. Ngươi tuy là kẻ địch của thanh đạo môn ta, nhưng ngươi có thể đi tới đây gặp ta, cũng là duyên phận. Ngươi nếu qua được cửa này, ta tặng ngươi một hồi tạo hóa, nếu ngươi không qua được, vậy vĩnh viễn đừng ra ngoài nữa. Bằng không, tương lai thanh đạo môn ta nhất định sẽ bị hủy trong tay ngươi. Tiền bối không sợ sư môn cổ kiếm trai của ta trả thù à? Dương Diệp hiện tại có chút hối hận, nếu sớm biết rằng trong cửa thứ năm này là tổ sư thanh đạo môn, hắn là tuyệt đối sẽ không vào. Tuy lão già trước mắt này không phải chân thân của tổ sư thanh đạo môn, chỉ là một tia ý niệm, nhưng hắn lúc này vẫn không thể chống lại. Nếu ngươi không chết, cổ kiếm trai có lẽ sẽ liều chết với thanh đạo môn ta vì ngươi. Nhưng, lão già nói, nếu ngươi chết rồi, tin ta đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không liều chết với thanh đạo môn ta đâu. Bởi vì cho dù ngươi yêu nghiệt tới mấy, thiên tài tới mấy, nhưng chung quy cũng đã chết. Mà một thiên tài đã chết thì không đề bất kỳ giá trị gì nữa. Nếu đã không có giá trị thì bọn họ sao phải vì ngươi mà liều chết với thanh đạo môn ta. Dương Diệp trầm mặc. Bởi vì lão già nói đúng, nếu lão già này hiện tại trực tiếp giết hắn, cổ kiếm trai có lẽ sẽ ra tay, nhưng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ cổ kiếm trai ra để liều chết với thanh đạo môn, trừ phi hắn không chết. Điều này cũng không thể trách cổ kiếm trai, muốn trách thì tự trách mình lần này tự tìm chết mà thôi. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp nói. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác rồi. Ngươi quả thật không có lựa chọn nào khác cả. Lão già nói. Cho nên. Chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp gật đầu, nói. Đến đây đi, để ta xem rốt cuộc là gì mà khiến thanh đạo môn ngươi mấy vạn năm cũng không ai có thể phá được. Cũng không có gì, chỉ là một vấn đề đơn giản, ngươi chỉ có một cơ hội để trả lời, đúng thì sống, sai thì chết. Lão già nói. Bắt đầu đi. Dương Diệp nói. Cái gì là đạo? Vẻ mặt lão già đột nhiên biến thành cực kỳ nghiêm túc. Cái gì là đạo? Nghe vậy. Dương Diệp cau mày, nhưng rất nhanh, mày hắn lại giãn ra, sau đó hai tay nắm chặt thành quyền, giơ quyền đầu lên nói. Đây là đạo. Ngươi cũng tự tin thật. Lão già nói. Đáng tiếc, quyền đầu không phải là đạo, cho nên, ngươi thua rồi. Dương Diệp nói. Thế gian 3000 đại đạo, mỗi người đều có đạo của riêng mình, ngươi dựa vào gì mà nói quyền đầu của ta không phải là đạo. Vậy ngươi nói thử đi. Vì sao quyền đầu của ngươi lại là đạo? Lão già nói. Quyền đầu mà lớn thì ta nói nó là đạo thì nó chính là đạo, đơn giản vậy thôi. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già, nói. Lão già nhìn Dương Diệp một lúc, sau đó nói. Nhưng quyền đầu của ngươi hình như vẫn chưa đủ lớn. Nó sẽ lớn. Dương Diệp nói. Nếu người khác không cho quyền đầu của ngươi biến thành lớn thì sao? Lão già nói. Dương Diệp nói. Trời nếu cản ta sẽ phá trời, đất nếu cản ta sẽ diệt đất, người nếu cản ta sẽ giết người, thiên địa vạn vật nếu cản ta sẽ 10 bước giết một người, giết hết thiên hạ. Đây là đạo của ta. Trầm mặc, lão già nhìn Dương Diệp, trầm mặc rất lâu. Dương Diệp bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, chỉ cần lão già hơi có dị động, hắn sẽ lập tức tiên phát chế nhân. Không phải giết đối phương, mà là muốn chống đỡ. Bên ngoài khẳng định có cường giả thánh giả của cổ kiếm trai, chỉ cần hắn có thể chống đỡ được một hai hơi thở, sẽ có cơ hội sống sót rất lớn. Dù sao lão già này cũng chỉ là một tia ý niệm chứ không phải bản thể chân chính. Một lúc sau, lão già nói. Tính tình này của ngươi quả thật rất thích hợp để tu kiếm. Tiền bối tán thành đạo của ta. Dương Diệp nói. Lão già lắc đầu, nói.
Sát đạo chung quy vẫn không phải là chính đạo, tâm tồn sát niệm càng lớn, ma tính cũng càng lớn, ma tính nếu lớn, ngày sau khi ngươi đột phá thánh giả, khó khăn ngươi gặp phải sẽ lại càng lớn. Không chỉ thánh giả, sau này thăng cấp, ngươi sẽ gặp khó khăn hơn so với người khác mấy chục lần. Vậy tiền bối chuẩn bị định giết ta? Dương Diệp nói. Lão già lại lắc đầu, nói. Tuy rằng sát đạo không phải chính đạo, nhưng nó cũng là đạo, chỉ có điều nó chỉ là đạo của ngươi. Nếu là đạo, vậy ngươi tất nhiên qua được một cửa này. Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Nói đến đây, lão già đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói. Truyền thừa của ta có hai loại, tên là cửu tử thần công, cũng như cái tên, công pháp này tương đương với phải chết 9 lần. Đương nhiên, không phải chết thật sự, chết ở đây là chỉ phải phế đi tu vi, tu luyện lại. Phế bỏ tu vi, tu luyện lại. Nghe thấy lời nói của lão già, Dương Diệp lập tức quyết định không nhận truyền thừa cửu tử thần công này, bởi vì hắn thật sự không muốn trải qua những ngày tháng không có thực lực. Lão già gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi có biết vì sao ta muốn lưu lại năm cửa ở Thanh Đạo Môn không? Để lựa chọn yêu nghiệt thiên tài ưu tú cho Thanh Đạo Môn. Dương Diệp nói. Lão già lắc đầu, trong mắt có chút hồi tưởng, nói. Khi ta còn nhỏ, muốn thay đổi vận mệnh của mình, nhưng bởi vì cái gọi là thiên phú, ta bị tất cả tông môn lúc ấy cự tuyệt. Ta tất nhiên không cam lòng, từ đó về sau, ta dành tất cả thời gian để tu luyện, ta khắc khổ hơn bất kỳ ai. Một người, không có tài nguyên tu luyện, ta liên liệp sát yêu thú để kiếm, không có công pháp, ta tự mình sáng tạo, không có huyền kỹ, ta cũng tự sáng tạo. Nói đến đây, lão già cười nói. Sau 20 năm, những thiên tài siêu cấp trong các tông môn lúc trước cự tuyệt ta không có một ai là đối thủ của ta. Ta để lại, năm cửa này là muốn cho những người không có thiên phú một cơ hội. Bởi vì theo ta, một người có thể không có thiên phú, nhưng tuyệt đối không thể không có nghị lực và tâm tính kiên nghị. Tiền bối nói với ta những điều này là có ý gì? Dương Diệp nói. Lão già nhìn Dương Diệp, nói. Người có nghị lực, có tâm tính, có thiên phú, còn có tàn nhẫn và quyết đoán, nếu người còn sống, Thanh Đạo Môn ta ngày sau nhất định sẽ bị hủy trong tay ngươi. Dương Diệp nheo mắt, nói. Tiền bối nói nhiều như vậy, mục đích chỉ là muốn tìm một lý do để giết ta. Ta chưa tới mức hèn hạ như vậy. Lão già nói. Chúng ta quay lại đề tài trước, cửu tử thần công này chính là ta năm đó sáng tạo ra, mỗi một lần phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại. Tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng lợi ích đạt được cũng cực lớn, bởi vì mỗi một lần tu lại đều sẽ thay đổi nhục thân và linh hồn của ngươi. Cụ thể là có chỗ tốt gì? Dương Diệp hỏi. Lão già cười nói. Lần đầu tiên nếu ngươi phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ mạnh hơn lúc trước ít nhất 5 lần. Lần thứ hai nếu ngươi phế bỏ tu vi rồi tu lại, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ đề thăng gấp 10 lần. Không chỉ như vậy, ngươi còn đạt được bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Mắt Dương Diệp giật giật, không phải giống như bọn Tần Bất Phàm à. Lão già nói. Đương nhiên không phải là bất tử chi thân trên ý nghĩa chân chính, cũng không ai có thể thật sự bất tử cả. Bất tử chi thân nói ở đây chỉ là cho dù nhục thân của ngươi bị người ta hủy đi, nhưng chỉ cần thần hồn vẫn còn, ngươi có thể ngưng tụ nhục thân lại. Hoặc là thần hồn của ngươi bị giết, nhưng chỉ cần nhục thân vẫn còn thì cũng có thể dùng nhục thân để ngưng tụ thần hồn. Dương Diệp động dung, đây không phải là khủng bố một cách bình thường. Lần thứ ba trùng tu thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão già nói. Nhục thân và linh hồn đề thăng 20 lần, linh hồn có thể thoát ly nhục thân, thần du thiên địa. Lần thứ tư thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Lão già nói. Nhục thân và linh hồn đề thăng 40 lần, đồng thời đột phá sự ràng buộc của bản thân, hòa thành một thể với thiên địa, người chính là trời. Ngươi chính là đất, trời đất bất diệt thì ngươi cả đời bất diệt. Thế chẳng phải là trường sinh à? Dương Diệp trầm giọng nói. Trường sinh ư? Lão già lắc đầu, nói. Ngươi có biết rằng thiên địa này rồi cũng có lúc kết thúc? Vậy lần thứ năm thì sao? Dương Diệp lại hỏi. Nhục thân và linh hồn đột phá gông xiềng của thiên địa, ngao du thái hư, thiên địa diệt, ngươi là bất diệt. Lão già nói. Có điều ta cũng không chắc có phải là vậy không? Thế nghĩa là sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Bởi vì ta cũng chỉ tu luyện đến lần thứ tư. Lão già nói.
Vẻ mặt Dương Diệp trong nháy mắt trở nên cứng lại, một lúc sau, hắn nói. Ngươi không phải nói cửu tử thần công này là ngươi sáng tạo ra sao? Lão già gật đầu, nói. Quả thật là ta sáng tạo, có điều sau lần thứ tư này chỉ là ta thôi diễn thôi, vẫn chưa kịp thực nghiệm. Vì sao không thực nghiệm? Dương Diệp hỏi. Lão già nói. Đầu tiên có hai vấn đề lớn. Thứ nhất, thực lực bản thể hiện tại của ta đã đạt tới trình độ nhất định, muốn phế đi trùng tu, thật sự là có chút không dám, bởi vì vạn nhất ta thôi diễn sai, ta không phải là xong đời à. Thứ hai, cửu gia của bản thể hiện tại cũng rất nhiều, hơn nữa còn có không ít người có chủ ý với ta, ta nếu trùng tu, không cần phải nói, ta vừa phế bỏ tu vi, ngay sau đó sẽ bị người ta khiến cho thần hồn câu diệt, còn có thể là vĩnh viễn không được siêu sinh. Dương Diệp. Lão già lại nói. Ngươi vốn chắc đã đạt tới cảnh giới bán thánh, tuy rằng dựa vào ngoại lực nhưng bởi vì do cơ sở của ngươi vững chắc, kỳ thật cũng tính là bán thánh rồi. Mà ngươi hiện tại chỉ là hoàng giả cảnh, nói cách khác, nếu ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện cửu tử thần công này của ta, chờ khi ngươi đạt tới bán thánh, nhục thân và linh hồn của ngươi sẽ trực tiếp đề thăng 5 lần. Khóe mắt Dương Diệp nhướn lên, nói không động tâm thì là giả. Dù sao hiện tại hắn nếu tu luyện, khi khôi phục đến bán thánh, khi đó nhục thân và linh hồn trong nháy mắt sẽ mạnh hơn lúc trước 5 lần. Ta phải trả giá cái gì? Một lúc sau, Dương Diệp nói. Ngươi hay là xem môn tuyệt kỹ còn lại trước đã. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu. Hơn nữa ngươi cũng vừa hay thích hợp để tu luyện. Lão già nói. Nếu ta không thể làm được yêu cầu của ngươi, xem cũng vô ích, cho nên, nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Dương Diệp nói. Lão già cười nói. Kỳ thật điều này đối với ngươi mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Nguyện được nghe tường tận. Dương Diệp nói. Làm môn chủ đời tiếp theo của thanh đạo môn ta. Lão già nhìn Dương Diệp, nói một cách nghiêm túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.